Novitech muốn chia sẻ với mọi người đó là cái vấn đề ransomware. Nói đến security thì thực sự security nó rất là rộng, và đến thời điểm ngày hôm nay, đến những cái ngày tháng hôm nay thì cái vấn đề security nó còn đa dạng hơn, cái hình dáng của nó biến thể nhiều, nhiều loại lắm. Trước đây thì chúng ta nói đến security thì chúng ta chỉ nói đến cái việc là chúng ta phòng tránh hacker, chẳng hạn như là chúng ta xây dựng tường lửa lên nè, chúng ta tường lửa hai lớp ba lớp gì đó, chúng ta phòng chống hacker tấn công từ bên ngoài vào, chúng ta lọc traffic ra vô, vân vân. Nhưng mà đến ngày hôm nay cái vấn đề security nó không còn dừng lại ở đó nữa, mà nó đã chuyển biến ra những cái gọi là biến thể khác. Chẳng hạn cụ thể hôm nay chúng ta đang nói đến là ransomware. Thì ransomware ở đây chắc là hầu hết là các anh chị về IT đều biết đến ransomware là gì. Nó là một cái dạng là mã độc. Thì nó khác với những cái loại virus hồi xưa của chúng ta ở đây á, là khi mà hồi xưa chúng ta bị virus thì virus đó, nó cái mục đích của nó là nó đánh sập cái hệ thống của chúng ta, nó làm ngán cái traffic mà về network, về băng thông, nó làm cho mọi người không thể làm việc được, ví dụ vậy. Nhưng ransomware ngày hôm nay nó không cần phải làm những cái chuyện đó. Cái mục đích của nó là gì? Nó khi mà nó đã nhiễm, nó lây nhiễm và nó bị người dùng bị ảnh hưởng thì nó vẫn nằm ở đâu đó, ở một bất kỳ nơi đâu trong cái hệ thống của chúng ta. Nó mục đích của nó là nó mã hóa tất cả những cái dữ liệu của người dùng. Ở đây tại sao nó không tấn công để sập hay hay là nó đánh gọi là đi đi DOS toàn bộ hệ thống của chúng ta, mà nó chỉ mã hóa. Cái vấn đề mã hóa ở đây là để nó đòi tiền chuộc. Thì cũng có rất nhiều khách hàng của Novantik gần đây cũng mới vừa báo lại cho Novantik biết là bây giờ họ đang bị mã hóa dữ liệu này, bây giờ có cách nào cứu không? Thì khi mà mở một cái file lên á, nó hiện ra cái thông báo là nó kêu chúng ta là trả tiền chuộc, mà đặc biệt là ransomware thường là sẽ đòi Bitcoin đúng không? Thì chúng ta phải trả một lượng Bitcoin nhất định để nó có thể gửi lại cái key, chúng ta giải mã những cái file mà chúng ta đã bị mã hóa. Chúng ta thấy file đó đó, chúng ta vẫn thấy tên file, dung lượng đầy đủ, nhưng chúng ta không mở được cái file của chúng ta. Nó mã hóa từ những cái file cơ bản nhất, chẳng hạn như là Excel, Word, PDF, hay là những cái file hình ảnh, thậm chí là những cái file về AutoCAD, hay những cái file về nó hơi đặc thù chút xíu, nó vẫn mã hóa luôn. Thì cái đó nó cực kỳ ảnh hưởng đến cái business của khách hàng. Thì có những trường hợp mà khi mà khách hàng đã trả tiền rồi nhưng mà hacker vẫn không gửi lại key cho chúng ta để chúng ta giải mã. Vậy thì với ransomware chúng ta phải phải làm gì để ngăn chặn và hạn chế? Thì chắc chắn là không có một cái hãng nào trên thế giới dám commit với khách hàng 100% là tôi có thể chống 100% ransomware cho quý vị. Không có một hãng nào mà người ta cam kết như việc đó. Vậy thì phòng tránh ransomware bằng cách gì? Chúng ta sẽ tận dụng hết những cái công cụ, những cái gì mà chúng ta đang có, và chúng ta đưa ra những cái chiến lược, chẳng hạn như backup nè, rồi chúng ta sử dụng những cái tool gì để phát hiện, để phòng chống. Có thể chúng ta vẫn bị lây nhiễm nhưng chúng ta được cảnh báo và biết trước để chúng ta ngăn chặn, để nó không xảy ra hàng loạt, nó không xảy ra toàn bộ hệ thống chúng ta. Thì đó là cái chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người. Thì để nói về cái chủ đề hôm nay, trước khi nói về chủ đề hôm nay thì mình xin giới thiệu sơ qua, đó là Novantik. Tại sao chúng ta phải nói đến Novantik? Thực ra thì Novantik là một công ty về công nghệ, tuy nhiên Novantik rất mạnh về mảng security. Thì như các anh chị đã thấy trên màn hình đó, là Novantik đang có mặt ở Đông Nam Á. Thực ra là Đông Nam Á là chúng ta đang nói riêng, còn Novantik thì đang có mặt gọi là Global Company, công ty toàn cầu, trải dài từ Á sang Âu. Thì với cái đội ngũ kỹ sư cũng như là đội ngũ
tư vấn hay là tất cả những cái công nghệ gì đó được update liên tục, và Noventis là một cái key partner với Microsoft. Thì cái mảng security ở đây á, là Noventis rất là tự tin để phục vụ khách hàng nó tốt nhất. Và cái việc là Noventis là một cái công ty toàn cầu, thì ngoài ở Việt Nam thì còn có những cái support từ những cái đội ngũ khác, từ những cái vùng khác. Nên nếu mà khách hàng đến với Noventis á, thì cũng khá là yên tâm, không phải chỉ là local company thôi, mà là còn là worldwide company. Nên nó sẽ có được cái sự support nó rộng rãi hơn và nó sẽ đa dạng hơn. Ok, thì để tiếp nối cái topic về ransomware hôm nay, thì mình xin giới thiệu bên Novatech có một chuyên gia từ team security, đó là bạn Huy. Bạn Huy sẽ chia sẻ vì sao ransomware nó lợi hại và chúng ta phải phòng tránh và đưa ra những cái chiến lược như thế nào để ngăn chặn, giảm thiểu tối đa những cái sự ảnh hưởng của nó. Ok, xin mời Huy ạ. Rồi, cảm ơn anh Phú. Thì em sẽ lên màn hình. Mọi người anh nhìn thấy cái màn hình của em chưa? Ok rồi Huy ơi. Thì trước hết cho em xin được gửi lời cảm ơn các anh chị em IT hôm nay đã dành thời gian tham gia buổi workshop này của Noventic. Thì như anh Phú có chia sẻ, hôm nay cái buổi workshop này thì em muốn chia sẻ mọi người một cái vấn đề gọi là nó khá là quen thuộc với chúng ta rồi trong cái một trong cái vận hành của doanh nghiệp. Tuy nhiên á, cái chủ đề này thì nó luôn luôn là mới, không bao giờ là đủ cái câu chuyện hay là đủ các giải pháp phòng chống với cái chủ đề này cả. Đó là chủ đề liên quan đến ransomware. Ở cái phạm vi của buổi workshop hôm nay á, thì em muốn giới thiệu đến mọi người á, một cái hình thức khác của ransomware. Một cái hình thức mà nó có ảnh hưởng rất là lớn đến các doanh nghiệp, nó không chỉ là NMB mà là các doanh nghiệp quy mô lớn ở mức enterprise. Đó là ransomware as a service, hay là mình có hiểu nôm na nó là cái dịch vụ ransomware, hay là cái những cái kiểu tấn công ransomware được vận hành bởi con người. Thì phần trình bày của em hôm nay sẽ tập trung vào ba cái session chính như sau. Thì thứ nhất là em sẽ cùng mọi người đi tổng quan lại về ransomware, lịch sử hình thành và phát triển của nó, tại sao cái thời điểm hiện tại ấy, mà mình gặp rất nhiều các cuộc tấn công ransomware ở trong cái hệ thống của mình. Cái session thứ hai ấy, thì chúng ta cùng đi tìm hiểu và nghiên cứu xem là ở trong một cái hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp ấy, thì có những cái hình thức nào, có những cái kế hoạch nào mà để giảm thiểu những cái rủi ro liên quan đến ransomware, giảm thiểu những cái tác hại mà ransomware có thể gây ra cho tổ chức của chúng ta. Và thứ ba thì mình sẽ đi vào một ransomware đến từ Microsoft, đó là kiến trúc liên quan đến Zero Trust User Access và phần demo của bên em. Thì để không phải các anh chị không phải đợi lâu, thì em xin bắt đầu luôn cái phần trình bày của mình, nhất là liên quan đến cái session đầu tiên là overview về ransomware. Thì không biết là các anh chị ở đây thì có tìm hiểu nhiều về ransomware không, nhưng mà hiện tại thì đối với em ạ, thì em thấy cái về cái khái niệm ransomware thì mình chỉ có khoảng khoảng 7-8 năm đổ lại đây thì mình mới để ý nhiều đến khái niệm ransomware. Thì ransomware á, thì nó là một loại virus liên quan đến mã hóa file, từ đó đòi tiền chuộc. Mà nó được xem là một cái mô hình hiện đại của tội phạm mạng với nguy cơ gây tổn thương cho hệ thống mạng là rất là lớn. Khi mà ransomware lây nhiễm vào máy tính á, thì cái hành vi của nó sẽ là mã hóa hoặc chặn những cái truy cập dữ liệu trên ổ đĩa của chúng ta. Và để mà cái hệ thống của doanh nghiệp có thể hoạt động lại bình thường thì người dùng sẽ phải trả tiền chuộc để lấy cái key để giải mã những cái file mà bị mã hóa bởi ransomware. Tuy nhiên á, thì cái hình thức á, mà giống như các cuộc tấn công của ransomware á, thực tế á, là nó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Theo những cái nghiên cứu mà được ghi nhận á, thì
liên quan đến ransomware thì người ta đã ghi nhận những cuộc tấn công từ những năm 1980 kia. Khi đó thì các nhà nghiên cứu đã chứng kiến các tập tin được mã hóa bởi bởi những cái tội phạm, và chúng đã giữ những cái tập tin đó làm con tin để đổi lấy thanh toán qua dịch vụ bưu chính. Tuy nhiên cái hình thức đó thì nó rất là rủi ro, bởi vì khi mà cần nhận tiền chuộc đến các dịch vụ bưu chính nhất thứ thì vấn đề mà danh tính hay là bị rủi ro mà bị cảnh sát các thứ bắt gặp nó rất là nhiều. Thì do vậy là cái hình thức mà tấn công như kiểu là ransomware là bẵng đi một thời gian chúng ta sẽ không thấy nhiều, bởi vì cái mục đích ransomware là mã hóa xong yêu cầu đòi tiền chuộc để lấy key mã hóa giải mã. Tuy nhiên cái việc mà lấy tiền chuộc nó quá là rủi ro đối với các hacker. Thì một cái lý do là để thúc đẩy cái việc ransomware cho đến ngày hôm nay, đó là sự ra đời bởi Bitcoin là tiền mã hóa điện tử. Khi vào năm 2009 thì sự phát triển của các cuộc tấn công ransomware khi đó thực sự bắt đầu. Bởi vì sao? Bởi khi mà Bitcoin ra đời thì cái khái niệm mà tiền điện tử, các ví điện tử liên quan đến ẩn danh các thứ là mình có thể tạo rất là dễ. Thì những cái ví điện tử ẩn danh đó hoặc là cách mà chúng ta trao đổi qua cái tiền điện tử nó đã là giảm thiểu những cái rủi ro mà bị phát hiện danh tính khi mà hacker đòi tiền chuộc từ cuộc tấn công ransomware. Thì đánh dấu cái cột mốc đó thì vào năm 2013 thì có một cái biến chủng ransomware gọi là Crypto Blocker. Cái loại ransomware này nó không chỉ khai thác được cái sức mạnh và khả năng của các giao dịch tiền điện tử mà nó sinh ra một cái hình thức mã hóa tiên tiến hơn, và nó có phạm vi là rất là lớn toàn cầu, mà nó cũng là một trong các biến thể ransomware mà rất là nổi tiếng vào vào cái thời điểm đó. Có thể là lây nhiễm mà từ mọi thứ file trên ổ đĩa cứng, và các ngoài ra nó có thể lây nhiễm qua các phương tiện được kết nối ngoại vi như là thẻ nhớ USB hoặc là bất cứ cái ổ đĩa dùng dùng chung nào khi mà chúng ta share file qua một hệ thống network của công ty. Đến năm 2016 thì chúng ta có thể thấy là cũng có một cái có biến thể mà ransomware gọi là BTA. Thì đến đến năm 2016 này thì thực tế là cái khái niệm ransomware và cuộc tấn công ransomware thì đó là dần phổ biến hơn với mọi người, với các anh chị em IT ở trong trong doanh nghiệp. Thì phần mềm độc hại này này, BTA này, thì nó sẽ hướng đến mục tiêu là chủ yếu trên hệ điều hành Windows thôi. Nó sẽ mã hóa những cái bản những cái mà file và liên quan đến việc mà khởi động Windows để ngăn ngừa cái máy tính của nạn nhân không thể khởi động lên được. Và sau đó thì nó yêu cầu người dùng phải trả Bitcoin để lấy lại quyền truy cập vào hệ thống. Vào tháng 6 năm 2017 thì một biến thể của BTA thì được phát hiện. Thì cái biến thể này này thì chưa có một cái ghi nhận chính xác nào về cái nguồn lây nhiễm hoặc là cái tổ chức mà tạo ra cái biến thể này. Tuy nhiên thì nhiều dự đoán thì cái biến thể này là xuất phát từ Nga, các nhóm hacker của Nga, bởi vì cái mà phạm vi tấn công của cái biến thể BTA vào năm 2017 này thì chủ yếu là liên quan đến các hệ thống mạng của Ukraine. Và cái biến thể này thì nó rất là nguy nguy hại, nó rất là khác với các biến thể ransomware trước, bởi vì các biến thể ransomware trước thì người dùng hoàn toàn có thể trả tiền để lấy lại key nhằm giải mã lấy lại dữ liệu. Tuy nhiên cái phần mà cái biến thể BTA vào năm 2017 này thì là nó cái hành vi của nó là nó sẽ xóa hẳn file, là nó mang tính phá hoại luôn chứ không có mang tính là đòi tiền chuộc nữa. Nó ảnh hưởng rất lớn đến đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vào tháng 6 năm 2019 thì chúng ta ghi nhận cái biến thể ransomware được vận hành bởi con người đầu tiên, hay là những cái dịch vụ liên quan đến các cuộc tấn công ransomware này. Điều này nó vào liên quan năm 2019 này này,
Những cái biến thể ransomware á, mà được vận hành bởi con người, được cung cấp bởi các dịch vụ ransomware thì nó đã thúc đẩy khá là lớn các cuộc tấn công ransomware cho đến thời điểm hiện nay. Mọi người có thể thấy á, là trong một vài năm đổ lại đây á, từ năm 2019 này đổ đi á, các cuộc tấn công ransomware thì nó gia tăng cả về số lượng và cái phạm vi mà ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Ngày xưa á, ransomware thì nó chỉ làm cái nỗ lực mà lây nhiễm vào một máy tính cá nhân nhằm đánh cắp cắp dữ liệu mức độ cá nhân ấy thôi. Tuy nhiên á, đến thời điểm hiện nay á, thì ransomware á, để mà sở hữu một biến thể ransomware á, một cái có thể tạo ra cuộc tấn công ransomware thì nó rất là dễ dàng. Mà hiện tại á, là mức độ mà tấn công của cuộc tấn công ransomware á, là hướng đến quy mô doanh nghiệp chứ không phải là cái mô hình mà liên quan đến cá nhân single device vào những năm 2013, 2014 đó. Bởi chính vì thế á, những cái mà dịch vụ ransomware hoặc là những cái mà biến thể ransomware được vận hành bởi con người ấy, nó sẽ gây ra những hậu quả rất là nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Đây là những cái điểm mà khác biệt của cái các biến thể ransomware được vận hành bởi con người, thì nó mang đến cái mối nguy hại nhiều hơn cho doanh nghiệp và nó phát triển rất là nhanh chóng. Thì đây đây là một cái biểu đồ để mọi người thấy là tại sao ngày xưa thì cái phần mà community này này thì ví dụ là mình là những cái cuộc tấn công mà kẻ tấn công mà sử dụng các công cụ có sẵn, không có tính tùy chỉnh thì nó sẽ đòi hỏi cái nỗ lực ít hơn từ kẻ tấn công, gọi là nó chỉ là tấn công theo dạng vu vơ thôi, được cũng được không được thì thôi, thì cái phạm vi tấn công của nó chỉ ở mức là bơ computer thôi. Và cái mà ảnh hưởng của nó đến vận hành của doanh nghiệp thì nó rất là hạn chế. Cái việc mà sử dụng cái phần mà đánh cắp dữ liệu cá nhân á, thì nó thường á, cái hành hương liên quan đến đánh cắp dữ liệu này thì nó sẽ ảnh hưởng ở mức enterprise, có nghĩa là cái phạm vi á, nó sẽ không dừng lại ở một cá nhân mà nó sẽ có thể dừng lại ở nhiều máy tính. Thì cái mức độ á, phạm vi tấn công của nó sẽ lớn hơn. Tuy nhiên á, cái việc mà đánh cắp dữ liệu này thì nó cũng gây ra những cái thiệt hại cho doanh nghiệp, nó cũng chỉ ở mức là giới hạn thôi. Còn khi á, mà các hacker á, họ sử dụng những cái công cụ mà tấn công liên quan ransomware, đây đây đang nói là vấn đề mà công cụ thôi, có nghĩa là những cái mẫu ransomware đã được lập trình sẵn, không có tính tùy biến gì, ví dụ họ có thể lên chợ Dark Web hay là Google trước tải vào một cái biến thể ransomware nữa, xong họ cố gắng gửi nó phishing qua email với tôi. Thì các phần ransomware này này thì cái công cụ ransomware này thì chủ yếu vì cái phạm vi mà tấn công của nó chỉ là mức độ là từng cái device thôi. Tuy nhiên á, cái mức độ ảnh hưởng đến cái phần business của doanh nghiệp của nó thì là vô cùng lớn, bởi vì mọi người biết hành vi ransomware rồi, nó gây ra có thể là xóa file hoặc là mã hóa file, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đến toàn bộ mà quá trình mà làm việc, viết các thứ hay là sử dụng dữ liệu của công ty trên cái thiết bị đã bị tấn công. Còn các mà công cụ ransomware á, do con người vận hành thì nó bao gồm toàn bộ những cái yếu tố của ba cái hình thức tấn công mà em vừa trình bày ở trên, có nghĩa là nó mang tính phạm vi rộng, chuyển dịch từ đơn lẻ từng cái PC laptop, từng cái device của con người, dẫn đến toàn bộ quy mô doanh nghiệp. Và cái mức độ mà ảnh hưởng của nó đối với cái hoạt động của doanh nghiệp á, thì nó cũng rất là lớn. Tại vì ok, nếu mà một cái máy tính bị nhiễm ransomware thì có thể là họ mà lên file server biết thứ, họ backup máy tính, lấy cái dữ liệu file server họ để đổi một cái máy tính khác họ làm việc. Tuy nhiên khi mà doanh nghiệp bạn dính một cái cuộc tấn công được vận hành ransomware, vận hành một con người, thì hầu như là rất là nhiều thiết bị bị ảnh hưởng, bởi vì rất nhiều thiết bị bị ảnh hưởng thì nhiều nhân viên trong công ty bị ảnh hưởng, nhiều cái loại dữ liệu bị ảnh hưởng trong công ty, thì nó ảnh hưởng đến quy mô của doanh nghiệp sẽ lớn hơn rất là nhiều. Tại sao nói thì nãy giờ mà mọi người đều em đều nói là ở những cái hình thức những cái dịch vụ mà phát tán ransomware này, những cái hình thức tấn công ransomware được vận hành bởi con người nó ngày càng nhiều, bởi vì á, cái mức độ mà ảnh hưởng của nó đến doanh nghiệp á, nó rất là lớn. Và nếu mà doanh nghiệp mà để giải quyết cái độ ảnh hưởng không không có ảnh hưởng đến business á, thì họ sẽ phải thỏa hiệp với các hacker, mà thỏa hiệp ở đây thì sẽ là phải trả tiền.
để có key để giải mã, hoặc là để có key có thể khôi phục lại file. Thì những cái mà lợi ích về kinh tế á, cũng đang là nó là những cái mà yếu tố trực tiếp để mà ngày càng thúc đẩy những cái hình thức mà tấn công ransomware được vận hành bởi con người. Ngoài ra á, là các attacker á, có thể dựa vào những cái lỗ hổng, những cái điểm yếu về bảo mật trong cái hệ thống của một doanh nghiệp. Ở đây á, thì thực tế là đối với mọi quy mô doanh nghiệp thôi, không chỉ là SMB và Enterprise, thì trong cái hệ thống của nó có những cái điểm mù về mặt security mà mình không có thể là cover hết được. Mà những cái điểm mù này trong cái hệ thống của SMB á, thì nó lại càng nhiều và nó có mức độ ảnh hưởng đến business của công ty càng lớn. Thì các attacker á, có thể dựa vào những cái điểm mù về mặt bảo mật này để đánh cắp dữ liệu tấn công vào cái hệ thống của công ty, làm lây lan phát tán các mã độc. Thì để giảm thiểu cái này thì có những cái đơn giản như sau, thì có nghĩa là mình sẽ là apply về cái security update cho tất cả các máy tính người dùng. Thì đối với SMB á, thì vấn đề này nó thường là nó do là cá nhân họ có trách, bởi vì SMB thường sẽ thiếu những công cụ, ví dụ là quản lý các thiết bị đầu cuối, nên mà việc apply đầy đủ các bản cập nhật liên quan security ngay lập tức đến tất cả các nhân viên trong công ty thì nó rất là khó, bởi vì cái việc mà tập trung là update các bản vá với cho toàn bộ các device của công ty, khi mà ví dụ dùng Windows chẳng hạn, Microsoft nó có bản vá mới thì rất là khó. Thì đó cũng là một cái lỗ hổng để máy kêu có thể khai thác vào những cái máy mà chưa cập nhật các lỗ hổng liên quan security. Cái thứ hai á, là cái việc mà cấu hình liên quan đến bảo mật cho tất cả resource của công ty. Theo best practice thì đối với các doanh nghiệp SMB á, thì có một cái yếu tố ở đây á, là họ sẽ chú trọng về mặt business hơn, phát triển nhanh hơn. Còn về mặt đầu tư công nghệ thông tin á, về cả về công nghệ và con người nó rất hạn chế. Nên là cái việc mà cấu hình để bảo vệ cho tất cả các điểm số, ví dụ là cấu hình liên quan VPN, cấu hình quyền khi share file các thứ, nó để mà theo best practice của những cái hãng như Microsoft hay là Checkpoint, Fortinet các thứ thì nó rất là khó. Thì khi mà một cái hệ thống và công nghệ thông tin á, mà cấu hình không theo best practice của khi mà các hãng các vendor họ khuyến nghị, thì nó vô hình chung á, nó thành những cái mà lỗ hổng rất là lớn mà các attacker có thể khai thác vào các lỗ hổng đó. Tiếp nữa là liên quan đến quyền quyền của user có thể truy cập vào cái hệ thống của doanh nghiệp. Thì cái việc quyền này thì hiện tại thì có rất là nhiều cái chiến lược, có nghĩa là chỉ là phân quyền tối thiểu thôi, giới hạn quyền ai có thể, người dùng muốn làm việc với dữ liệu A hoặc là cái thiết bị A thì chỉ được cấp quyền tối thiểu khi truy cập vào các thiết bị A thôi, và không được truy cập vào thiết bị B, C. Thì tuy nhiên á, ở cái phạm vi mà SMB á, cái việc mà phân quyền này thì có nghĩa là nó sẽ hạn chế vừa về mặt con người, mà hạn chế vừa mặt các công nghệ mình áp dụng hỗ trợ mình phân quyền đó. Thì cái việc mà một user có quá nhiều quyền mà khi mà họ truy cập vào hệ thống công ty ấy, thì nó cũng là một cái lỗ hổng mà attacker có thể khai thác được. Ví dụ là khi mà attacker có thể chiếm được cái quyền của user bình thường thôi, thì những cái quyền user bình thường hoàn toàn có thể truy cập vào các con firewall này, truy cập vào hệ thống mạng identity của công ty, thì hoàn toàn họ có thể là escalate, có nghĩa là nâng cái quyền của user hoặc là tạo một cái user và password mới để nó làm tạo thành một cái backdoor để attacker có thể tự do mà xâm nhập vào hệ thống của doanh nghiệp. Thì đó là những cái điểm khác biệt của cái hình thức tấn công ransomware được vận hành bởi con người so với các công cụ truyền thống đi. Thì để mọi người có thể nhìn thấy là tại sao á, nó có thể là bây giờ nó phức tạp hơn, nó phát triển là ngày càng nhanh hơn, và nó có ảnh hưởng rất là lớn đến kinh tế của cái mà vấn đề business của doanh nghiệp. Đây như em còn nói thì một một trong các lý do á, mà hiện tại mà doanh nghiệp không chỉ là EMB đâu, cả Enterprise nữa, gặp quá nhiều các vấn đề liên quan đến cybersecurity. Bởi vì thực tế bây giờ á, các cuộc để mà tạo ra một cái cuộc tấn công á, vào một cái doanh nghiệp bất kỳ á, thì nó không cần phải là một người có chuyên môn, hoặc là không cần phải ngồi sử dụng Python hay là các công cụ lập trình để viết ra các tool tự động. Mà hiện tại là các dịch vụ mà liên quan đến tấn công á, thì nó rất là phổ biến, rất là rẻ, ai cũng có thể là tiếp cận đến những cái dịch vụ này. Thì ví dụ chẳng hạn này, mình muốn là mua một bộ công cụ mà để exploit vào hệ thống á, thì tới bây giờ là
có giá là một chỉ là khoảng 1.400 đô mỗi tháng thôi. Những cái dịch vụ mà cao cấp hơn thì ví dụ là các lỗ hổng mà tăng cân đầu ban hay là zero day ấy, thì giá nó cao hơn khoảng từ 5.000 đến 350.000 đô. À, những cái mà job ấy, mà liên quan đến mà các job mà liên quan đến mà làm rò rỉ các service với các thứ thì nó có giá khoảng chỉ khoảng từ 250 đô thôi. Những cái công cụ á, mà để compromise lấy đánh cắp các thông tin từ thiết bị á, thì đối với PC thì nó chỉ là 0.13 đô đến 0.89 đô, và cho mobile thì mắc hơn tí là 0.52 đến 2.78 đô. Và những cái dịch vụ mà đánh cắp các tài khoản người dùng á, thì cái này thì nó có giá từ 150 đến 400 triệu đô. Thì cái này là phụ thuộc vào cái thứ nhất là quy mô doanh nghiệp này, cái lĩnh vực của doanh nghiệp đó đó vận hành này, và cái gọi là cái name thương hiệu của doanh nghiệp đó. Các máy dịch vụ mà phát sinh liên quan đến service thì có mức giá để mình có thể tiếp cận được những cái dịch vụ này thì nó khoảng là từ 100 đô đến 1.000 đô thôi. Mỗi một cái cuộc tấn công để lấy cái tài khoản thành công thì mình chỉ cần trả cho các hacker là khoảng từ 100 đến 1.000 đô. Các cuộc tấn công DDoS thì hiện tại là trên mạng thì hiện tại cũng là public khá là nhiều. Cái trang web mà cho mình tạo ra cuộc tấn công DDoS thì thường là nó sẽ bán theo tháng, thì có chi phí khoảng 766 đô. Nhưng mà liên quan đến cái chủ đề hôm nay á, mọi người nhìn thấy cái việc mà ransomware á, nó chỉ là nó có hình thức là ví dụ là 66 đô trả cho một cuộc tấn công, hoặc là có cái dạng như kiểu là mình bán hàng liên kết tiếp thị á, thì là mình khi mỗi cuộc tấn công ransomware thành công nhận được tiền từ doanh nghiệp để họ họ trả tiền để họ có thể khôi phục các hoạt động của doanh nghiệp, hoặc là lấy lại cái key mà để giải mã cái dữ liệu của họ, thì mình sẽ dành 30% cái đầu fee cho những cái đơn vị mà họ phát triển những cái công cụ ransomware này. Thì chính vì những cái hình thức này nó sẽ dẫn đến một cái khái niệm như là ransomware as a service, hoặc là những cuộc tấn công ransomware bởi con người, bởi vì nó có tính tùy biến rất là lớn và nó rất là rẻ để mà thực hiện cuộc tấn công ransomware, cũng như mà cái lợi ích mà nó mang mang về khi mà cuộc tấn công ransomware nó thành công ạ, nó lớn, thậm chí là nó gấp lớn cả vài chục lần, vài trăm lần so với chi phí mình bỏ ra. Đó là một cái liên quan đến kinh tế, một cái lý do mà để thúc đẩy ngày càng nhiều cuộc tấn công ransomware vào mọi quy mô của doanh nghiệp, mọi đối tượng doanh nghiệp. Thì thông thường một một cuộc tấn công ransomware được vận hành bởi con người á, nó sẽ có ba cái giai đoạn. Thứ nhất á, là đầu tiên á, là cái hacker á, họ phải đi vào được cái môi trường của doanh nghiệp đã. Thì muốn mà đi vào môi trường của doanh nghiệp thì họ sẽ phải lấy được những cái quyền truy cập ví dụ là bất cứ một cái user nào hoặc là admin hoặc là một user bình thường thôi của doanh nghiệp, thì các hacker á, họ lấy được các quyền truy cập này thì họ dựa vào những các hình thức như là client attack, có nghĩa là thông qua email phishing này, thông qua root force liên quan đến thông tin đăng nhập này, thông qua những mà cái add-on độc hại ở trên trình duyệt browser và rất nhiều cách khác. Ngoài ra thì các attacker có thể tấn công vào data center thông qua các cái giao thức như mà remote desktop, SSH server app, etc và nhiều cái hình thức khác. Mọi người có thể thấy là hiện tại á, khoảng 1-2 năm đổ lại đây thì những cái mà CVE á, nghiêm trọng liên quan đến cái giao thức remote desktop này này nó rất là nhiều, và được mai được có nghĩa là những cái trang mà để chuyên mà cung cấp public các CVE á, về mức độ nguy hại á, họ public rất là nhiều. Điển hình là liên quan đến Fortinet. Fortinet có rất là nhiều lỗ hổng, các CVE mà có điểm rất là cao, có nghĩa là rất là nguy hại cho doanh nghiệp liên quan đến vấn đề VPN của họ. Thì đó là một trong những cái lỗ hổng á, mà các attacker á, rất là thích để khai thác, bởi vì khi mà có thể chiếm được cái quyền VPN vào công ty á, thì hầu như là những cái tài liệu tài sản hay là cái hệ thống internal của mình á, là họ có thể hack hack được hết, cái mức độ mà thông tin họ lấy được rất là nhiều. Có một cách nó đơn giản hơn á, thì một số mà thông tin từ doanh nghiệp á, mình hoàn toàn có thể mua mua được từ các attacker trong chợ đen. Thì mọi người có thể thấy á, là kể cả những cái không chỉ là những cái doanh nghiệp lớn như Thế Giới Di Động hay Phạm Ma City các thứ,
thì những cái thông tin khách hàng thứ thì cũng đã để lộ, database khách hàng của họ để lộ lên rất là nhiều. Và những cái này thì mình hoàn toàn có thể mình dùng tiền mình mua được từ những cái attacker. Thì sau khi mà đã có cái thông tin mà đăng nhập vào hệ thống rồi thì các hacker sẽ là đến bước tiếp theo, đó là họ sẽ cài đặt những cái malware vào trong hệ thống, làm lây nhiễm cái ransomware vào trong hệ thống ấy. Và lây sẽ là lây nhiễm cái ransomware càng nhiều, các thiết bị trong hệ thống càng nhiều, trong một cái doanh nghiệp càng nhiều càng tốt, để gia tăng, gọi là để gia tăng cái rủi ro, cái rủi ro khi mà doanh nghiệp mà gặp những cái cuộc tấn công này. Nó khi mà nó ảnh hưởng đến càng nhiều cái vấn đề kinh doanh của họ thì cái mà càng dễ dàng hơn để họ chấp nhận bỏ ra cái số tiền nhằm khôi phục cái mục đích kinh doanh của mình, khôi phục cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thì sau khi mà đã chiếm được quyền đi vào được hệ thống rồi, sau khi mà cài được các malware vào trong hệ thống rồi thì đương nhiên là các attacker thì sẽ có toàn quyền, họ có thể là ở đánh cắp dữ liệu, họ có thể là mã hóa data. Và thường là khi mà mỗi cái PC mã hóa rồi thì sẽ có những cái thông báo là yêu cầu là để lấy cái key mã hóa này phải trả tiền, đòi tiền chuộc. Rồi từ đầu đến giờ thì chắc là em đi xong cái phần 1 rồi, thì anh em từ nãy giờ thì mọi người đã đi cùng em rồi, là cái mình đã đi qua là sơ lược là ransomware là gì và cái lịch sử tiến hóa phát triển của ransomware từ cái thời điểm mà 2013 gọi là cũng là một cái cột mốc mà nó đánh dấu cái hình thức, cái hành vi của cuộc tấn công ransomware, nó khá giống với thời điểm hiện nay. Và thời điểm hiện nay thì ransomware nó bị biến tướng như nào rồi thì mọi người đều thấy á, là ransomware á thì hiện tại á là nó rất là có những nhiều ảnh hưởng rất là lớn đến cái vấn đề business của doanh nghiệp. Business thì nó là một cái vấn đề mà sống còn của doanh nghiệp rồi. Vậy thì mình có những cái cách nào mà để giảm thiểu, thứ nhất là giảm thiểu rủi ro mà các cuộc ransomware có thể thành công như hệ thống của mình, giảm thiểu rủi ro khi mà có một cuộc ransomware tấn công vào hệ thống, các máy device trong công ty bị lây nhiễm rồi thì làm sao mà nó ít ảnh hưởng nhất đến cái vấn đề mà kinh doanh của công ty. Thì đến cái phần tiếp theo này, session 2 á, thì em sẽ chia sẻ với mọi người về các cái kế hoạch mà để giảm thiểu các cuộc tấn công ransomware. Thì nó những cái phần này của em nó sẽ dựa vào ba ba cái bước mà một cuộc tấn công ransomware được vận hành bởi con người thực hiện thôi. Thì thứ nhất là mình sẽ giảm thiểu những cái rủi ro, ngăn chặn là các hacker có thể mà tấn công vào cái môi trường của doanh nghiệp. Thứ hai là mình sẽ đưa ra các phương án để mà khi mà nhỡ đâu mà cái bước một này thành công rồi thì attacker nó có thể không không để lây nhiễm quá nhiều cái máy tính trong một doanh nghiệp và ảnh hưởng đến quá nhiều cái tài nguyên của hệ thống. Cái thứ ba là mình sẽ đi xem là ok, nếu mà mình nhỡ bị bước một bước hai rồi, attacker có thể là chiếm quyền là có thể đi vào hệ thống của mình, có thể lây nhiễm ra nhiều cái máy tính rồi. Vậy thì nếu mà doanh nghiệp đã bị ransomware rồi thì mình có cái chiến lược nào mà để khôi phục lại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách nhanh nhất hay không? Bởi vì như em có trình bày ở các slide trước á, một trong các mà yếu tố mà thúc đẩy các cuộc tấn công ransomware ngày càng nhiều hiện nay á, thì chính là cái lợi ích kinh tế mang đến từ các cuộc tấn công ransomware là rất là lớn. Nếu mà các doanh nghiệp mà cứ dễ quá là dễ dàng sẵn sàng trả rất là nhiều tiền chuộc để giải quyết các cuộc tấn công ransomware này thì em nghĩ là trong tương lai thì các cuộc tấn công ransomware nó sẽ ngày càng nhiều thôi. Bởi vậy thì tất cả các chuyên gia an ninh mạng trên thế giới ạ thì đều khuyến nghị là khi gặp một cuộc tấn công ransomware, tốt nhất mình không nên có thỏa hiệp với các hacker. Thì ngày càng mà khó có thể thu được tiền từ các cuộc tấn công ransomware thì dần dần là họ sẽ chuyển qua một mục đích ra một cái hình thức tấn công khác để thu lại lợi nhuận cho họ. Thì nó sẽ là một cái cách gián tiếp mà để giảm thiểu cái rủi ro cho doanh nghiệp trước các cuộc tấn công ransomware. Thì em xin phép được đi vào cái phần đầu tiên, có nghĩa là mình sẽ giảm thiểu cái rủi ro khi mà người dùng sử dụng các cái công cụ cộng tác mà như là Team hay là Google Meet chẳng hạn,
Và khi mà người dùng mà sử dụng email của doanh nghiệp thì mình đã có những cái phần mà liên quan đến collaboration và email security plan. Thì cái phần này này thì cái mục đích của mình á thì mình phải triển khai mình phải triển khai cái hệ thống như là email của mình như là theo cái best practice từ từ nhà sản xuất cung cấp cho mình, ví dụ là ví dụ mình dùng Office 365 này liên quan phần lịch trang của mình nên triển khai theo các best practice của Microsoft chẳng hạn. Khi mà triển khai theo các best practice từ các vendor cung cấp á thì nó sẽ gây ra nhiều cái khó khăn hơn cho attacker để mà tấn công vào cái hệ thống này. Tuy nhiên và nó sẽ tạo ra những cái gọi là dễ dàng hơn cho cái user của doanh nghiệp để có thể truy cập một cái an toàn với các mà cái nội dung từ internet, từ môi trường external. Tại sao mà cái kế hoạch liên quan đến phần kế hoạch mà security cho email và collaboration á, lại được em đưa ra đầu tiên? Bởi vì á các attacker á thì thường xâm nhập vào môi trường bằng cách mà chuyển những cái nội dung độc hại thông qua các công cụ như là email, email hoặc là những cái mà các cái mà công cụ liên quan đến email và chia sẻ tệp, và có là sẽ làm tìm mọi cách nhé để mà thuyết phục user chạy những cái công cụ, những cái mã độc này. Khi mà họ em xin lỗi khi mà họ nhận nhận được các thông tin từ email. Thì khi mà chúng ta mà triển khai cái hệ thống mà email của mình á theo best practice từ các vendor cung cấp thì nó sẽ giảm thiểu cái vector mà hacker có thể tấn công vào hệ thống của mình. Thì muốn làm mà trong trong cái phần mà email security plan này thì chúng ta sẽ cần làm gì? Thứ nhất là mình sẽ giảm thiểu mình sẽ có thể là mình sẽ bật các tính năng liên quan đến detect những cái macro trong các file Office để bằng cách sử dụng các endpoint tool như là Defender for Endpoint. Mình có thể là kết hợp triển khai thêm các cái giải pháp bên qua Advanced Email Security như là Defender for Office 365 hoặc những cái giải pháp tương tự từ các nhà vendor security lớn như là Checkpoint Fortinet hay là Barracuda chẳng hạn để bảo vệ cái hệ thống email của doanh nghiệp khỏi những cuộc tấn công như là liên quan đến phishing hoặc là gửi nhiều các mã độc trong các file đính kèm của khách hàng. Có là nó sẽ là đóng vai trò là nó lọc hết những cái nội dung độc hại trước khi mà nội dung đó có thể đến được khách hàng. Chúng ta có thể kết hợp thêm cấu hình các bộ rule á, để giảm thiểu cái bề mặt tấn công của hacker mà có thể tiếp tiếp cận đến đối với cái hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp bằng cách là mình sẽ chặn những cái mà kỹ thuật tấn công gọi là phổ biến đi. Thứ nhất á, mình có thể cảm thấy là điểm cuối luôn là một cái đối tượng tấn công hàng đầu của hacker, thì mình sẽ có những cái chiến lược mà để mình bảo vệ cái phần credential, có nghĩa là cái phần mà xác thực khi mà tài khoản username mật khẩu trên các thiết bị điểm cuối. Mình sẽ có những công cụ liên quan đến phần Defender for Endpoint có thể giám sát những cái hành vi mà có thể tương tự như ransomware để có những cái chiến lược mà ngăn chặn kịp thời. Cái thứ hai á là mình sẽ kiểm soát những cái tài liệu Office của mình. Kiểm soát ở đây có nghĩa là mình sẽ ngăn chặn có thể chặn những cái macro độc hại nhất thứ hoặc là những cái mà content mà có khả năng thực thi thì mình bởi bởi các ứng dụng mà Office văn phòng chẳng hạn thì mình sẽ chặn chặn không cho chạy những cái macro trên các cái ứng dụng văn phòng của mình. Thì khi mà áp dụng những cái mà này vào trong cái hệ thống công nghệ thông tin của mình á thì các nhà bảo mật đã khuyên chúng ta á, đầu tiên là mình sẽ phải chạy ở cái mod mà audit trước. Để mình đánh giá là khi mà mình áp dụng các chính sách này có ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng hay không, nó có hiệu quả hay không, hay là có gây khó chịu gì trong quá trình làm việc của nhân viên hay không. Bởi vì nhiều khi á
Nếu mà mình không có những cái bước mà đánh giá để xem là những cái cấu hình nhất của mình hoặc những công nghệ mình áp dụng vào nó ảnh hưởng như nào đến cái việc mà user làm việc hàng ngày thì chưa chưa gặp những vấn đề về ransomware mà thì ngay bản thân chính nội bộ công ty á, các bộ phận IT á, đã bị complain bởi bởi người dùng rồi. Bởi vì trong một cái doanh nghiệp bạn hiện tại là thường các doanh nghiệp kể cả lớn mà SMB thôi, họ sẽ không muốn là đánh đổi quá nhiều cái mà trải nghiệm của người dùng để đổi lấy gọi là tính bảo mật cao hơn. Và các vendor về security lớn hiện nay á, thì họ cũng đang theo cái trend là cân bằng cái trải nghiệm người dùng và cái việc mà nâng cao khả năng bảo mật của hệ thống, chứ không không như trước á, là ok cái gì mình cũng chặn hết người dùng trải nghiệm như sao thì tôi không cần biết, người dùng truy cập vào ứng dụng làm sao có chậm hay là có độ delay thứ hay là rất quá tin tôi không cần biết, miễn là sao tôi đảm bảo cái hệ thống công nghệ thông tin của tôi được an toàn, các tài liệu trong công ty được an toàn. Thì hiện tại thì nó cái mà suy nghĩ như thế nó sẽ không phù hợp với một doanh nghiệp, bởi vì hiện tại thì cái việc mà nâng cao trải nghiệm người dùng và đảm bảo vấn đề security trong một doanh nghiệp á, thì nó đang ngày càng được chú trọng rồi. Tiếp theo á, là để thực hiện cái kế hoạch mà này thì tự nhiên á, là cái việc mà audit và monitor hệ thống để mình có thể tìm ra và khắc phục nhanh chóng những mà cái hiểm họa các cuộc tấn công tiềm ẩn có thể xảy ra đối với doanh nghiệp của mình. Ví dụ là có một cái cuộc mà có một cái CVE lớn mà trên cái hệ điều hành Windows, có thể là giúp hacker dễ dàng có thể remote vào cái thiết bị đó, hoặc là có thể tấn công vào cả các backdoor để lấy cái username password của user trên cái thiết bị đó. Mà Microsoft họ đã khuyến nghị là có những cái bản bản vá để fix được cái CVE đó rồi, thì mình là một người IT thì mình phải thường theo dõi những cái thông tin đó để mình có kế hoạch là ok những cái PC laptop nào mà chạy cái hệ điều hành đang chịu có rủi ro đó thì mình phải có kế hoạch là mình update cái là bản vá đó để giảm thiểu các bệ rủi ro mà những cái thiết bị đó bị tấn công bởi hacker. Thì những cái liên quan đến cái phần mà chiến lược liên quan đến để bảo vệ những cái công cụ làm việc cộng tác này, hệ thống email của công ty ấy, thì thường đối với các doanh nghiệp lớn thì cái này thì thường được đề xuất bởi CISO hoặc là CIO. Còn đối với các và có rất là nhiều thành phần tham gia, ví dụ các doanh nghiệp lớn mà hệ thống của họ phức tạp á, thì phải cần có IT architect, cần có các team liên quan đến cloud production và các team mà quản lý liên quan user. Bởi vì phần này á thì nó sẽ phải sử dụng nhiều các giải pháp, ví dụ là ở đây có thể là phải sử dụng cả phần Defender for Endpoint này, là Endpoint Security cho user này, thì nó cần các team mà quản lý user của công ty để phối hợp thực hiện, và những cái team mà lập lên các policy và đảm bảo compliance của doanh nghiệp cũng nên tham gia để thực hiện những cái kế hoạch này. Còn đối với các doanh nghiệp SMB ấy, thì thường chịu trách nhiệm như cái này ấy, là do IT man của doanh nghiệp sẽ làm tất cả phần này all in one. Rồi sau khi mà đi qua phần mà đảm bảo an toàn cho email và các công cụ mà làm việc cộng tác rồi, thì một cái vector nữa là mình cần phải có kế hoạch mà để đảm bảo an toàn cho các thiết bị endpoint. Endpoint ở đây thì mình có thể nói là các thiết bị client này, server này, hoặc bản thân các trình duyệt mà khi mà người người dùng sử dụng thôi. Thì cái mục đích của cái phần mà endpoint protection plan này, thì mình phải cách thức mà mục tiêu chính ấy, thì mình phải triển khai, đương nhiên là mình sẽ triển khai tất cả các tính năng liên quan security theo best practice của ví dụ của cái thiết bị computer này, hoặc là của cái ứng dụng mà một cái doanh nghiệp mình sử dụng. Và ưu tiên áp dụng những cái kế hoạch mà để bảo vệ điểm cuối này đối với các server hoặc client mà thường nó làm việc trực tiếp với internet, bởi vì khi mà các user các thiết bị mà làm việc nhiều với internet thì vô hình dung họ là một cái mục tiêu mà ai ai cũng có thể tấn công được. Tại sao cái kế hoạch này cũng là một trong cái kế hoạch mà rất là quan trọng trong cả một cái bài toán chung mà ngăn ngừa ransomware của doanh nghiệp? Thì bởi vì
các điểm cuối mà tiếp xúc với internet á, thì luôn là cái vector đầu mà hacker có thể mà tấn công, để mà từ đó có thể chiếm quyền truy cập vào các hệ thống của tài sản của doanh nghiệp. Chúng ta sẽ ưu tiên mà chặn cái blocking những cái rủi ro trên cái hệ điều hành hoặc là ứng dụng phổ biến á, thì mình sẽ có thể là giảm thiểu hoặc là làm chậm những cái cuộc cuộc tấn công có thể xảy ra, và từ đó có thể là chiếm quyền được các thiết bị này và truy cập tài khoản của doanh nghiệp. Thì làm thế nào để mình thực hiện cái kế hoạch này? Thì một cách đơn giản nhất là mình sẽ là apply các backdoor cho các hệ điều hành như Windows, Linux, macOS, Android, iOS và nhiều cái thiết bị điểm cuối có sẵn trong hệ thống của công ty. Chúng ta sẽ tiến hành là chặn những cái mối mà đe dọa mà đã biết, với có thể là mình sử dụng những cái giải pháp liên quan Active Surface Detection này, hoặc là mình phải luôn bật cái hệ thống antivirus ở trên các thiết bị đó này. Mình sẽ là xây dựng nên các security baseline. Ở đây thực chất là nó cũng chỉ là những cái hình thức đơn giản, ví dụ là OK, trong doanh nghiệp của mình này, Windows Server này tối thiểu phải dùng version mới là bao nhiêu này, bản đã bao nhiêu. Windows Client là tối thiểu, ví dụ từ Win 11 chẳng hạn, Win 7 không được, bởi Win 7 cũng ngừng hỗ trợ rồi. Hay là các cấu hình liên quan đến các ứng dụng Office trong doanh nghiệp thì cần phải có những cái mà cấu hình về cơ bản tất cả đều phải đáp ứng như nào. Ví dụ là liên quan đến các file mà macro trên Word, Excel, mình có thể là không không cho chạy trên các cái tài liệu mà được download từ internet, mà chỉ cho chạy những cái đoạn macro clip đó trên các tài liệu Office mà nội bộ chia sẻ với nhau. Hoặc là mình sẽ có những cái kế hoạch để mà cái bảo trì cái phần mềm các OS trong cái hệ thống của doanh nghiệp á, thường xuyên, để tránh những cái lỗ hổng từ cái nhà sản xuất, thông qua các hình thức như là update, hoặc là update các bảng vá, hoặc là update các hệ điều hành lớn từ chính các vendor này. Chúng ta đối với phần endpoint này thì chúng ta cần phải cô lập, thậm chí là disable, hoặc là phải loại bỏ những mà cái hệ thống hay là các cái protocol mà nó lỗi thời trong cái hệ thống công nghệ thông tin của mình, bao gồm là những cái hệ điều hành mà không được support nữa, hoặc là những cái giao thức mà theo dạng là legacy, giao thức kiểu truyền thống đã lỗi thời, không đảm bảo vấn đề bảo mật. Chúng ta sẽ chặn chặn những cái lưu lượng không mong muốn, thì có thể là sử dụng là hotbay firewall trên bản thân các client, hoặc là sử dụng firewall các giải pháp như network defense. Đơn giản nhất là phần đầu tư một con next generation firewall trong hệ thống của mình, và cũng là một cái vấn đề không thể thiếu để có thể phát hiện ra những cái lỗ hổng kịp thời trong một cái hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp. Đó là mình cần phải có những cái hệ thống mà liên quan đến audit và monitor. Thì những người sẽ chịu trách nhiệm cho xây dựng nên là cái phần Endpoint Protection Plan này, thì nó vẫn là cái đây đây là chỉ là áp dụng cho những cái quy mô doanh nghiệp lớn, khi mà các hệ thống công nghệ thông tin của họ được phân cấp đến các phòng ban với các chức năng mà chuyên biệt. Ví dụ là người đề xuất cho kế hoạch này sẽ phải là các CEO, Central IT, và người thực hiện thì sẽ là những cái đơn vị hạ tầng và những cái mà phòng ban liên quan đến quản lý vận hành của user, và không thể thiếu là liên quan đến cái bộ phận mà họ sẽ xây dựng những cái chính sách và cái tiêu chuẩn cho doanh nghiệp, và có thể là liên quan đến các bộ phận liên quan đến làm về compliance của doanh nghiệp. Đến cái tác nhân môi trường tiếp theo mà hacker có thể tận dụng để truy cập vào hệ thống của một doanh nghiệp. Mục đích của cái phần Remote Access Security Plan này thì hướng đến doanh nghiệp thì nên theo những cái best practice về Zero Trust cho việc mà Remote Access, cho những cái mà giải pháp liên quan đến Remote Access, ví dụ là VPN chẳng hạn, để truy cập vào các cái tài nguyên nội bộ của doanh nghiệp. Tại sao cái kế hoạch này thì
chúng ta cần phải xây dựng, bởi vì các attacker thì thường sử dụng các giải pháp mà truy cập từ xa, từ xa của tổ chức để xâm nhập vào môi trường, và từ đó có thể là ok tìm kiếm thêm nhiều thông tin, về kiến trúc công nghệ thông tin này, nhiều thông tin về các thành phần resource, các loại dữ liệu các thứ, hoặc là các tài nguyên mà doanh nghiệp họ sử dụng. Bởi vì như mọi người thấy là khi mà một cái kết nối VPN xảy ra, thì khi mà kết nối VPN có thể thành công rồi thì là user trong cái môi trường đó không khác gì là môi trường internal network của doanh nghiệp. Họ để truy cập đến file server, họ để truy cập đến hệ thống AD, họ để truy cập đến đến rất là nhiều thứ, hầu như là tất cả các tài nguyên internal của doanh nghiệp. Thì để làm sao để thực hiện cái kế hoạch này, thì thứ nhất là một cái điều mà không thể thiếu, đầu tiên mà dễ làm nhất là ok, các giải pháp của mình phải update thường xuyên để tránh những cái lỗ hổng từ chính các nhà sản xuất thông qua các bản vá hay là các OS mới. Cái thứ hai là đối với Microsoft thì khi mà truy cập vào các tài nguyên của doanh nghiệp thì mình có thể là sử dụng cái phần mà Identity của Microsoft này, kết hợp với việc mà kết hợp với giải pháp mà quản lý thiết bị di động của họ là Intune, để đảm bảo là những cái user mà kết nối vào doanh nghiệp họ phải thỏa nhiều cái điều kiện kiện thì họ mới được kết nối vào cái mạng mạng nội bộ của doanh nghiệp, sử dụng các ứng dụng internal doanh nghiệp. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái giải pháp từ VPN như là theo theo VPN ở đây là em đã nói đến là Next Gen VPN, thì mọi người có thể hình dung là nó chính là cái khái niệm mà ZTNA đấy á, mọi người hay dùng bây giờ. Thì có thể là từ những cái hãng về network như là Cisco này, các giải pháp của Palo Alto này, hay là từ Fortinet, thì những cái giải pháp về Next Gen VPN bây giờ thì ngoài cái sử dụng mà username password để truy cập vào cái hệ thống tài nguyên nội bộ của doanh nghiệp, thì họ có thể là thêm xác thực hai bước này, họ có thể sử dụng thêm các hình thức là check xem là cái thiết bị đó có tuân thủ hay không, tuân thủ về mặt OS này, các thiết bị đó có đảm bảo backline security không, là có ví dụ là có tồn tại là endpoint security thì mới cho kết nối vào doanh nghiệp. Hoặc đối với Microsoft thì họ có giải pháp là Azure VPN Gateway, ok, để truy cập vào các tài nguyên có trên Azure của doanh nghiệp. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng có thể chúng ta có thể là public cái phần mà remote desktop cho các server, cho các hệ thống ở bên trong của mình, là thông qua cái phần app proxy của trong trong phần trong các tính năng liên quan đến dịch vụ Azure AD của Microsoft, hoặc là thay thế VPN. Đó là cách thức mà truy cập vào các công cụ ở các tài nguyên nội bộ của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ sử dụng là giải pháp mà app proxy của Microsoft. Hoặc là chúng ta có thể là bảo mật hơn cái việc mà access vào cái phần Azure Resource. Nếu mà hệ thống của chúng ta đang hot trên nền tảng điện toán đám mây Microsoft là Azure, thì chúng ta có thể sử dụng là Azure Basin. Và đương nhiên là cái việc mà audit và monitor hệ thống thì nó là cần thiết rồi, để chúng ta có thể là kịp thời phát hiện ra các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong hệ thống, hoặc là những cái cuộc tấn công nghiêm trọng từ attacker. Thì cái phần này ai ai là người đưa ra kế hoạch này thì chắc là em sẽ không có nhắc lại nữa, thì người chủ trì vẫn đối với các doanh nghiệp lớn mà CEO và hoặc là CISO thôi. Còn đối với các phạm vi SMB của trong cái buổi mà hội thảo hôm nay á, thì hầu như những cái chiến lược này thì anh em IT mình phải làm hết, chứ nó sẽ không chia chia theo từng cái vai trò cụ thể như một cái enterprise lớn. Tiếp theo, một cách chủ động hơn là để mà ngăn ngừa cái thông tin mà đăng nhập vào một cái hệ thống của doanh nghiệp là bị lộ ra ngoài, hoặc là hacker có thể là chiếm được username hoặc để từ đó truy cập vào tài nguyên quan trọng của doanh nghiệp, thì những cái plan để mà bảo vệ cái tài khoản admin, tài khoản người dùng, tài khoản truy cập vào các ứng dụng tài nguyên của doanh nghiệp là chắc là phải có. Thì mục đích của cái plan này thì chúng ta sẽ là bắt đầu, có nghĩa là chúng ta sẽ là bảo vệ admin trước các tài khoản admin, các cái người mà nắm giữ những cái mà tài khoản mà gọi là có nhiều quyền trong hệ thống công nghệ thông tin của một doanh nghiệp.
Chúng ta có thể sử dụng những cái giải pháp mà bắt buộc nâng cao hơn, bao gồm như là bắt buộc led hoặc là tối thiểu là multi-factor, để gia tăng cái độ khó có thể là từ các cuộc tấn công như là Rook Fork hả, thì phần multi-factor hoặc bắt buộc led nó sẽ giảm thiểu các cuộc tấn công đó để tránh hacker có thể là quá là dễ dàng chiếm được các tài khoản admin, các tài khoản mà có nhiều quyền lớn trong doanh nghiệp. Thì tại sao mà một cái doanh nghiệp á, để giảm thiểu ransomware là chúng ta cần xây dựng cái kế hoạch này? Như mọi người đã biết á, thì hiện tại á, là cái hình thức mà truy cập vào tài nguyên của một doanh nghiệp á, sử dụng username bắt buộc á, là nó đã lỗi thời rồi, nó không phù hợp với cái độ phức tạp về tình hình an ninh mạng của thế giới hay là của thế giới nói chung hay là của Việt Nam nói riêng hiện nay. Khoảng vài năm trước á, thì mọi người nghe thấy phần multi-factor authentication á, thì tự nhiên là ai cũng nói là khi mà áp dụng vào doanh nghiệp ai nói là nó quá là rườm rà, tự nhiên là tôi có username bắt buộc rồi mà tôi lại cần một cái yếu tố nữa để mất thêm thời gian nhập cái multi-factor authentication để truy cập vào hệ thống. Tuy nhiên á, bây giờ multi-factor authentication nó thành một cái yếu tố là tối thiểu để bổ sung cái độ an toàn cho phần username bắt buộc khi mà truy cập vào một cái tài nguyên của doanh nghiệp rồi. Ngoài ra có những cái cách mà đơn giản hơn để chúng ta có thể đảm bảo khi mà truy cập vào tài nguyên của doanh nghiệp có thể dùng bắt buộc led, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng những cái hình thức mà truy cập sử dụng mà biometric, thì nó sẽ không có yêu cầu chúng ta phải nhớ cái mật khẩu, hoặc là chúng ta sẽ phải áp dụng thêm các phương pháp tích cận như là sao dạng là muốn zero trust, ví dụ là nhớ được là ở cái device này này đã được trust rồi, thì ví dụ là sẽ là giảm thiểu cái số lần mà thông báo phải nhập multi-factor khi mà truy cập vào tài nguyên doanh nghiệp. Em ví dụ ạ, khi mà chúng ta sử dụng cái phần mà conditional access trên, đó là một tính năng của Azure AD của Microsoft, thì conditional access thì chúng ta có thể set những cái lệnh, nghĩa là nếu mà cái location nào là phải sử dụng multi-factor authentication khi mà truy cập vào cái hệ thống tài nguyên của doanh nghiệp, hoặc là cái location nào, cái giả IP nào mà không cần multi-factor authentication khi mà truy cập vào các dịch vụ tài nguyên doanh nghiệp, ví dụ là ở trong cái địa chỉ IP của user của cái thiết bị đó ở trong nội bộ, đang ở trong lớp mạng nội bộ công ty thì ấy không cần MFA, và cái địa chỉ IP mà nằm ngoài lớp mạng nội bộ của công ty nó bắt buộc phải MFA, thì mình có thể sử dụng là cái conditional access của Microsoft để mình giảm thiểu cái phiền phức khi mà nhân viên á, cố gắng truy cập vào tài nguyên của công ty phải nhập thêm multi-factor authentication. Làm sao để chúng ta thực hiện được cái chiến lược này, thì nhất á, là chúng ta phải đảm bảo cái hệ thống của mình á, tối thiểu là hỗ trợ multi-factor authentication, hoặc là có thể là sử dụng có thể hỗ trợ là liên quan đến đăng nhập sử dụng bắt buộc led cho tất cả user. Rồi, có thể chúng ta liên quan ngoài ra chúng ta có thể là cải thiện cái phần độ bảo mật của mật khẩu. Ở trên đối với Microsoft á, thì họ có một cái giải pháp gọi là Azure AD Identity Protection, thì nó có thể là chống chống các cuộc tấn công vào các cái mật khẩu mà yếu vào trong hệ thống mạng AD on-ramp. Và trên mà on-ramp mạng AD á, thì chúng ta có thể mở rộng ra sử dụng Azure AD Password Protection để bảo vệ cái hệ thống AD on-ramp. Và không thể thiếu nữa, em trình bày nãy giờ rồi, thì cái vấn đề mà audit monitor phải bắt buộc phải phải có trong một hệ thống công nghệ thông tin để chúng ta có thể là nhanh chóng xác định những cái mà cuộc tấn công nghiêm trọng hoặc là những cái lỗ hổng vi phạm baseline trong cái hệ thống công nghệ thông tin của mình. Thì đây, cái slide này thì em muốn chia sẻ với mọi người về về cái mức độ xếp hạng của việc mà chúng ta các cái hình thức mà authentication vào một cái hệ thống công nghệ thông tin. Thì đương nhiên á, là yếu nhất ở đây á thì là chúng ta chỉ sử dụng password rồi. Tốt hơn thì chúng ta có thể sử dụng là các hình thức thêm là các yếu tố liên quan multi-factor thông qua cuộc gọi này, gọi điện này, hoặc là SMS
Tuy nhiên á, cái hình thức mà sử dụng multi-factor authent qua OTP này, qua cuộc gọi này, qua SMS thì nó sẽ phụ thuộc vào, thứ nhất là thiết bị đó phải có mạng, có kết nối mạng này. Thiết bị đó hoàn toàn có thể phải chịu rủi ro bởi các cuộc tấn công channel tracking, đánh cắp dữ liệu hoặc là real time phishing. Nếu mà có cuộc tấn công mạng mới đổ thì hacker có thể lấy được cái phần mạng OTP này và từ đó có thể là chiếm quyền đăng nhập vào hệ thống. Tốt hơn thì chúng ta có thể dựa vào các thông báo hoặc là sử dụng cái phần mà TOTP, có nghĩa là one time bắt buộc mà phụ thuộc vào thời gian, hoặc là chúng ta sử dụng OAuth token. Tuy nhiên á, những cái hình thức này thì nhất là thông báo trước thì mình sẽ phải phụ thuộc vào mạng, phải có mạng wifi này, phụ thuộc vào thiết bị thì phổ biến đây là mobile là có Android và iOS rồi, và các hình thức này đều bị tấn công, đều có thể bị tấn công chịu rủi ro bởi các cuộc tấn công liên quan đến real time phishing. Và tốt nhất hiện đó liên quan đến cái việc mà multi-factor authent á, thì có thể là hiện tại là có thể là mình sử dụng cái authenticator app ở trên các thiết bị mobile, thì cái này cái hình thức này sẽ có bị rủi ro liên quan đến real time phishing, hoặc là mình sử dụng cái phần video hello và FIDO 2. FIDO 2 là một cái chuẩn chuẩn mà multi-factor mới. Thì Windows Hello và FIDO 2 này, này thì nó yêu cầu phải có hardware support thì nó chỉ có chịu rủi ro duy nhất đến cái việc mà cái hardware đó bị tấn công thôi, bởi vì nó tích hợp trên chip, thì cái hình thức tấn công này nó tương đối khó xảy ra trong một cái môi trường kể cả doanh nghiệp lớn, chứ cho nói đến vấn đề mà SMB. Thì hiện tại bây giờ là cái phần bao lens liên quan đến Windows Hello và FIDO 2, cái chuẩn FIDO 2 kia ấy, thì đang coi là cái hình thức mà multi-factor authentication an toàn nhất hiện nay. Tiếp theo, khi mà mình đã xây dựng những cái kế hoạch nhá, để giảm thiểu rủi ro mà các hacker có thể mà đi vào trong cái môi trường của mình, thì nếu mà hacker mà đi vào trong môi trường của mình thì mình cần phải có những kế hoạch nào để sử dụng giảm thiểu các rủi ro doanh nghiệp. Thì thứ nhất là mình sẽ phải có những cái kế hoạch gọi là giới hạn cái quyền tối thiểu để truy cập, có thể truy cập vào vào các tài nguyên của doanh nghiệp. Thì chúng ta cần phải thực hiện một cái chiến lược toàn diện để giảm nguy cơ xâm phạm quyền truy cập đặc quyền. Truy cập đặc quyền đấy là sao? Là một cái tài khoản có quá nhiều quyền vượt cái yêu cầu, vượt cái nhu cầu của họ. Ví dụ là ở một cái user bình thường họ chỉ cần sử dụng cái dữ liệu liên quan kế toán của công ty đó, tuy nhiên bằng một cách nào đó hay là bằng một cái lỗi trong cấu hình nào có, người quản trị là cấp cho họ đặc quyền admin phải truy cập vào các hệ thống như là firewall, các hệ thống quản trị của Azure AD này, của Microsoft Office 365. Thì mình cần phải có những cái chiến lược rõ ràng hơn để giới hạn cái quyền của user. Và tại sao mà chúng ta cần phải có những cái chiến lược liên quan đến việc mà quyền truy cập tối thiểu? Thì bởi vì sao? Bởi vì tất cả các cái giải pháp về security ấy, thì hoàn toàn có thể là không không có hiệu quả khi mà attacker ấy, có cái quyền mà quá là lớn, ví dụ quyền admin ấy chẳng hạn. Ví dụ attacker mà khi mà họ chiếm được mấy quyền tài khoản admin vào trong hệ thống của doanh nghiệp thì hoàn toàn họ có thể tắt hết tất cả những cái giải pháp security có trong doanh nghiệp. Mà làm sao để chúng ta thực hiện những cái kế hoạch này? Thì thứ nhất á, là mình phải xây dựng một cái chiến lược bao gồm nhiều nhiều cái thành phần. Thì anh chị em có thể tham khảo vào cái link này của Microsoft này, thì nó sẽ hướng dẫn là xây dựng những cái chiến lược, những cái chuẩn mà để giới hạn những cái quyền truy cập tối thiểu vào vào hệ thống công nghệ thông tin của một doanh nghiệp. Thì thứ nhất là có những cái cách sau, thì mình có thể là thực thi các vấn đề bảo mật từ đầu, có là khép kín theo các theo session, có thể là tuân thủ, có là mình sẽ phải là validate cái phần mà user của session trước khi họ họ cho phép, trước khi họ có thể kết nối vào cái hệ các mà interface liên quan admin, có nghĩa là mình sẽ phải kiểm soát là cái thiết bị của họ truy cập vào
các thành phần mà liên quan security, ví dụ là firewall chẳng hạn, thiết bị của họ phải đảm bảo an toàn này, không có malware này, đảm bảo version OS các thứ tối thiểu này, và thiết bị và họ phải có thêm các phần username hoặc có các phần mà liên quan đến MFA trước khi mà có thể truy cập vào cấu hình các hệ thống cấu hình của mình. Mình phải có những cái công cụ hoặc là những cái chiến lược mà để bảo vệ cho hệ thống identity của mình. Bởi vì khi mà cái hệ thống identity của mình mà bị tấn công rồi thì admin hoàn toàn có thể mà tạo ra nhiều cái admin account, hoặc là họ hoàn toàn có thể cấp quyền cho một cái user để họ phục vụ cho cái việc mà tấn công hoặc là chiếm nhiều cái quyền kiểm soát hơn trong cái hệ thống của một doanh nghiệp. Mình phải có những cái kế hoạch mà để giảm thiểu ạ, có nghĩa là giảm thiểu cái kiểu như là khai thác ngang hàng. Bởi em ví dụ ở cái sao lại nói cái việc mà giảm thiểu cái việc mà hacker có thể mà khai thác ngang hàng các thiết bị ngang hàng, bởi vì nếu mà trong anh em mình thường sử dụng những cái bảng, ngày xưa thì mình thường sử dụng các bảng gót gót cho nhiều cái máy tính để nhanh có thể cài đặt, có thể đưa ra nhiều mà nhanh chóng đưa ra các thiết bị đầu cuối để phục vụ làm việc của user. Thì thường khi mà sử dụng các bảng gót đến các tài khoản admin các thứ local account thì thường hay chung một password, chung một user. Thì nếu mà mình không có những cái giải pháp công cụ hoặc những cái chiến lược mà để giảm thiểu các việc mà tấn công ngang hàng này, thì nếu mà một cái thiết bị ở trong cái hệ thống mạng liên quan PC, laptop, thiết bị đầu cuối của user mà bị tấn công thì hacker có thể hoàn toàn dựa vào những cái thiết bị đó để chiếm quyền điều khiển hoặc là lây lan mã độc sang các thiết bị khác ngang hàng. Tiếp nữa là mình phải có những cái mà chính sách mà phản hồi cuộc tấn công nhanh chóng. Khi mà mình thấy những cái mà truy cập bất thường vào trong cái môi trường của doanh nghiệp. Một cái kế hoạch liên quan đến phòng chống chủ động trước các cuộc tấn công ransomware thì thứ nhất là mình phải có những cái mà chiến lược về data protection, có nghĩa là mình sẽ triển khai bảo vệ dữ liệu để mình đảm bảo được là cái việc phục hồi một cách là nhanh chóng nhất trước các cuộc tấn công ransomware. Thì tại sao mình cần mỗi doanh nghiệp thì cần phải có những cái chiến lược này? Thì mã độc tống tiền á, họ nó chỉ có hoạt động khi mà nó có thể truy cập vào cái hệ thống của mình và nó ngăn ngừa nhân viên của mình truy cập vào hệ thống để lấy cái dữ liệu làm việc. Mình phải đảm bảo là hacker, có nghĩa là ok, một cuộc tấn công ransomware có thể được gọi là thành công và thể xảy ra chót lọt đó khi mà họ nhận được tiền từ doanh nghiệp để các hacker đưa lại cái key để nhanh chóng phục hồi cái vấn đề business của doanh nghiệp. Thì nếu mà chúng ta có những cái kế hoạch gọi là có thể phục hồi khi mà doanh nghiệp bị cuộc tấn công ransomware và chúng ta sẽ không trả tiền cho các hacker đó, thì vô hình chung á là mình sẽ gây ra những cái khó khăn, mình sẽ không có giúp có làm có giúp cho các hacker đạt được cái mục đích. Khi mà họ tạo ra cuộc tấn công ransomware của doanh nghiệp của mình thì mình sẽ hoàn toàn có thể giảm thiểu được cái rủi ro cho các lần bị nhắm đến của cuộc tấn công ransomware tiếp theo. Liên quan đến ransomware, cái kế hoạch ransomware data protection này thì làm sao mà chúng ta thực hiện cái plan này? Thì mình có thể lựa chọn, ở đây em có gợi ý một vài cái mà cách thức để mình có thể thực hiện cái kế hoạch này. Thứ nhất là mình có thể mua cái dữ liệu của mình lưu trữ trên một bảng cloud như là trên OneDrive hay sao bạn Seaborn, để mình có thể là thiết kế những cái mà thư mục mà được mà bảo mật chẳng hạn, có nghĩa là muốn là thêm xóa sửa hoặc là truy cập vào các thư mục này thì cần cần phải có những cái thêm các yếu tố xác thực thêm trước khi mà có thể truy cập vào cái thư mục này. Và mình sẽ phải chắc chắn là mình sẽ phải review lại những cái quyền của người dùng trong hệ thống. Mình sẽ phải đảm bảo giảm thiểu những cái quyền mà gọi là quá là nhiều quyền, những cái user mà quá là nhiều quyền trong hệ thống, họ có quyền là thêm xóa sửa ghi đề file ở hệ thống file server Seaborn và nhiều solution khác.
mình sẽ phải giới hạn lại những cái quyền, mình sẽ phải đảm bảo là sẽ không có quá nhiều user có quyền là viết này hoặc là xóa những cái dữ liệu data quan trọng. Mà đương nhiên không thể thiếu cái vấn đề mà mình phải monitor cái việc cái hệ thống của mình thường xuyên để đảm bảo là không được có những cái quyền mà quá lớn được cả áp dụng trong cái hệ thống công nghệ thông tin của mình. Cái phần mà Ransomware Detection Plan á, trước đó thì mình có thể hiểu nôm na nó là một cái kế hoạch mà liên quan đến việc mà mình backup tạo ra các bản sao lưu liên quan đến data dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp thôi, để mình có thể làm phục vụ cái vấn đề mà đưa doanh nghiệp trở lại một cái hoạt động bình thường nhanh nhất sau sau khi mà phải chịu những cuộc tấn công ransomware. Tuy nhiên á, đi kèm với đó là cái vấn đề mà mình phải đảm bảo, mình phải có những cái kế hoạch mà đảm bảo các giải pháp mà bảo mật cho những cái file backup này được an toàn. Mình phải luôn đảm bảo là các cái hệ thống mà quan trọng mà được backup sẽ được sao lưu, và những cái bản backup này này chắc chắn là sẽ không bị mã hóa hoặc là không bị các attacker tấn công. Bởi vì sao? Bởi vì các cuộc tấn công ransomware mục đích của nó sẽ làm tê liệt cái vấn đề business của doanh nghiệp, có nghĩa là khi mà doanh nghiệp không có cách nào để khôi phục lại lại cái hoạt động của doanh nghiệp ngoài cái việc mà phải trả tiền cho các hacker người mà đã tạo ra cuộc tấn công ransomware này, thì đó một cuộc tấn công ransomware có thể mới mới gọi là có thể là thành công. Thì hầu hết đó là các tổ chức cũng sẽ không có chú trọng vào việc mà bảo vệ các bản sao lưu, các bản sao lưu này, hoặc là có những cái mà gọi là có một cái process quy trình để làm sao mà phục hồi chống lại các cuộc tấn công vào các cái file backup này, dữ liệu backup này. Thì nếu mà các dữ liệu backup này mà bị phá hủy nữa, hoặc là bị tấn công bởi ransomware nữa, thì chắc chắn mà để hoạt động của doanh nghiệp trở lại bình thường thì chúng ta phải trả tiền, phải chấp nhận mất dữ liệu hoặc là phải trả tiền cho các hacker. Thì để thực hiện cái mà kế hoạch liên quan đến bảo vệ các cái file backup này thì ví dụ chúng ta có những cái cách sau. Đối với các hệ thống mà quan trọng á, thì chúng ta phải có cái lịch trình mà backup. Ví dụ là chúng ta sẽ ngày xưa mình dùng những cái tool backup thì ví dụ là chúng ta có thể set là ở cuối tuần là sẽ backup full, hoặc là các ngày thứ hai ba tư năm là backup những cái sự thay đổi thôi. Và chúng ta phải đảm bảo á là khi mà chúng ta bị một cái sự cố này này thì phải đảm bảo là cái hệ thống của chúng ta phải phục hồi nhanh chóng. Muốn muốn có sự đảm bảo này thì thường là chúng ta sẽ phải xây dựng những cái mà giải pháp những cái mà kế hoạch liên quan đến business continue, hoặc là phải có những cái hệ thống mà phục hồi thảm họa, xây dựng hệ thống như là DCDA để làm sao mà khi mà có một cái sự cố xảy ra đó, chúng ta sử dụng cái bản backup này khôi phục cái hệ thống công nghệ thông tin của mình một cách nhanh nhất. Chúng ta phải có những cái mà giải pháp để mà bảo vệ những cái file backup này. Có thể là chúng ta phải có thể là sử dụng mật khẩu mạnh khi mà muốn là modify những cái online backup, ví dụ trên Azure backup chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái giải pháp như Azure Blob Info này, là những cái giải pháp này là chỉ là theo dạng là backup một chiều thôi, không có chiều thêm xóa sửa, không cho phép là viết xóa sửa, có là mình chỉ đẩy dữ liệu lên cái này và không được quyền xóa sửa nữa. Và chúng ta tiếp theo chúng ta có thể là bảo vệ những cái mà tài liệu mà hướng dẫn là recover dữ liệu của mình, ví dụ là khi có sự cố về ransomware xảy ra này, dữ liệu backup của tôi này lưu ở cái máy A máy B này, quyền truy cập là như này này, nhưng ai để truy cập vào này, làm sao mà chúng ta có thể phục hồi cái phần dữ liệu này, ví dụ chúng ta có thể là decover lại một cái BM biết nó kia, thì những cái tài liệu này là chúng ta phải phải chủ động bảo vệ.
Đây là backup của công ty. Đến cái phần tiếp theo á thì là mình cần phải cập nhật các quy trình tổ chức để quản lý các để quản lý và có thể là phản hồi lại những cái cuộc tấn công ransomware lớn. Bởi vì sao? Bởi vì đôi khi á mình sẽ có những cái quy trình ví dụ là liên quan đến business continue này, disaster recovery này. Tuy nhiên á những cái quy trình này nó sẽ không có bao gồm việc mà xử lý những cái vấn đề security incident hoặc là những cái vấn đề mà liên quan đến các cuộc tấn công ransomware vận hành bởi con người độ phức tạp thế thì liên quan những quy trình này là mình phải xây dựng đầy đủ để bao gồm tất cả những cái mà hành động khi mà doanh nghiệp gặp những cái cuộc tấn công ransomware lớn hoặc là những có những cái security incident lớn. Thứ hai á, là có một cái yếu tố quan trọng á thì cái này thì thực tế ở Việt Nam nó sẽ không phổ biến. Tuy nhiên á, đối với mà SMB á thì họ họ hay sử dụng cái này hơn, đó là sử dụng các đơn vị IT outsourcing để xử lý các sự cố xảy ra nhằm mà tiết kiệm cái chi phí. Tuy nhiên mà khi mà một doanh nghiệp á quyết định là sẽ sử dụng những cái đơn vị bên ngoài để xử lý các sự cố về công nghệ thông tin của mình thì thực tế là có rất nhiều nhiều trường hợp á, là các cái đơn vị mà IT outsourcing bên ngoài họ sẽ không đảm bảo SLA và sẽ không có mặt kịp thời để xử lý những cái mà rủi ro liên quan công nghệ thông tin của doanh nghiệp. Và làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng những cái chiến lược, cái program hoặc roadmap của doanh nghiệp thì thứ nhất á, là thì chúng ta phải thứ nhất là liên quan các vấn đề LA, nếu mà cái trường hợp mà chúng ta chấp nhận sử dụng các đơn vị IT bên ngoài thì các vấn đề SOA ví dụ thì chúng ta là phải có cam kết rành mạch rõ ràng đối với các đơn vị đó, ví dụ là thời gian là ở cô lập mà khi mà một cái workstation có sự cố bao nhiêu này, thời gian mà xử lý những cái vấn đề mà liên quan tài khoản các thứ là như thế nào này thì chúng ta phải làm rõ ràng hết này trong cái hợp đồng này, các quy trình xử lý cho doanh nghiệp. Và có một cái điều mà cũng khá là quan trọng thì liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta có thể phải có những cái kế hoạch mà detect và phản hồi khi mà có sự cố xảy ra. Cái kế hoạch này nó sẽ đảm bảo là chúng ta có thể phát hiện và khắc phục nhanh chóng các cuộc tấn công phổ biến vào điểm cuối và các thiết bị endpoint hay email hay là danh tính có trong doanh nghiệp. Tại sao mà các cái kế hoạch liên quan đến detection và debug lại cần thiết? Bởi vì khi mà có cái kế hoạch này này là chúng ta có thể nhanh chóng khắc phục các điểm tấn công phổ biến, cái attacker có thể là lây lan hay là di chuyển ra hệ thống mạng để khai thác được nhiều thông tin hơn. Bởi vì liên quan mọi người thấy là quay trở lại á, liên quan các cuộc tấn công mà ransomware được vận hành bởi con người thì họ thường là các hacker sẽ đi vào ba bước. Thứ nhất là họ sẽ tìm một cách để vào hệ thống của một doanh nghiệp. Đấy, bước tiếp theo á, là họ sẽ làm lây lan malware ransomware thứ trong cái hệ thống của doanh nghiệp càng nhiều càng tốt. Thì đối với cái kế hoạch mà detection và debug plan này thì nó sẽ giảm thiểu cái vấn đề mà lây lan, attacker có thể lây lan phá hủy nhiều cái tài sản tài nguyên của doanh nghiệp. Thì để thực hiện cái kế hoạch này này thì chúng ta có thể là có những cái cách làm như nào. Thì thứ nhất á, là chúng ta sẽ là ưu tiên các cái thiết bị điểm cuối ví dụ là endpoint này, email, identity ưu tiên bảo vệ nó. Thứ hai là mình sẽ tích hợp sử dụng các công nghệ như là IDA, XDA ví dụ là trong bộ sản phẩm của Microsoft 365 Defender sử dụng các giải pháp security cho endpoint có các tính năng như là IDA, XDA để nhanh chóng phát hiện ra các rủi ro từ các thiết bị đầu cuối và có thể là đưa ra những cái hành động mà tự động có thể ngăn chặn những cái hành vi bất thường trong hệ thống của mình.
Mình sẽ phải theo dõi cái vấn đề mà liên quan đến việc có một cái hành vi ví dụ là disable các cái giải pháp về security trên trên các cái thiết bị đầu cuối chẳng hạn, thì liên quan phần này thì mình sẽ có thể giám sát cái việc mà họ xóa tự nhiên xóa lốc này trong cái hệ thống của mình này, hoặc là disable những cái phần security tool này, ví dụ là endpoint security chẳng hạn trên trên các thiết bị đầu cuối. Và ngoài ra là mình có thể là sử dụng các chuyên gia bên ngoài, được, các chuyên gia bên ngoài để tìm những cái mà sự giúp đỡ gọi là chuyên sâu hơn để kịp thời xử lý những cái mà incident trong cái hệ thống. Và mình có một cách tiếp nữa thì mình phải có một cái giải pháp gọi là nhanh chóng mà cô lập mà các máy tính nó bị tấn công bởi các hacker. Cô lập ở đây có thể là mình sẽ là cô lập bằng tay này, ví dụ là tạo các policy trên firewall này, không cho các cái thiết bị đáng nghi này truy cập internet thôi ạ, hoặc là mình sẽ sử dụng EDR để là tự động isolate gọi là cô lập những cái máy tính mà bị nhiễm mã độc. Thì mình có thể sử dụng các giải pháp về endpoint security như là Defender for Endpoint. Rồi. Thì như em đây đây là tất cả những cái plan mà mình em ví dụ á, là mà trong một cái doanh nghiệp tổ chức á, mình có thể xây dựng để giảm thiểu các cái cuộc tấn công ransomware được vận hành bởi con người. Thì em đi lại thì mình sẽ có những cái plan là liên quan đến bảo mật cho hệ thống email collaboration của mình sẽ có những cái kế hoạch mà để bảo mật cho hệ thống endpoint, các kế hoạch để bảo mật cho những cái việc mà các giải pháp remote access, các kế hoạch để bảo mật cho các tài khoản user của user người dùng của doanh nghiệp. Mình sẽ phải có những cái kế hoạch mà để giảm thiểu những cái tài khoản đặc quyền, giảm thiểu quyền của user. Mình sẽ phải có những cái kế hoạch liên quan đến cái việc mà chương trình tổ chức phòng ban này, có những cái kế hoạch mà mình có thể nhờ sự hỗ trợ từ bên ngoài liên quan các hợp đồng IT outsourcing này. Mình sẽ có những cái kế hoạch chủ động để mình bảo vệ cái phần data của mình. Có nghĩa là khi mà một tấn công ransomware có thể xảy ra doanh nghiệp của mình thì mình vẫn có cái kế hoạch chủ động, mình có thể là khôi phục chủ động khôi phục các hệ thống của doanh nghiệp mà không cần phải trả tiền cho hacker. Và mình sẽ có những cái công cụ, những cái kế hoạch sử dụng những cái giải pháp từ các vendor lớn để mình có thể là chủ động là phát hiện và phản hồi lại những cái sự cố về công nghệ thông tin xảy ra trong hệ thống của doanh nghiệp. Rồi, sau khi mà đi đi qua cái phần thứ hai session của hôm nay, đó là những cái kế hoạch mà mình có thể xây dựng để phòng tránh ransomware đối với một doanh nghiệp, thì mọi người sẽ hỏi ok, bây giờ vậy có một cái giải pháp nào mà nó dễ dàng hơn mà doanh nghiệp có thể là áp dụng được luôn, hoặc là có một cái giải pháp gọi là theo một cái framework mà chúng ta có thể nhìn vào đó, chúng ta có thể là có một cái giải pháp duy nhất có thể áp dụng được vào tất cả các cái kế hoạch mà phòng chống ransomware này kia được cung cấp bởi cùng một vendor, để mình có một cái lộ trình là đầu tư ok, doanh nghiệp của tôi muốn giảm thiểu ransomware thì doanh nghiệp của tôi phải đầu tư các giải pháp về công nghệ thông tin như thế nào. Thì em sẽ để trả lời câu hỏi đó thì em sẽ giới thiệu về cái mô hình Zero Trust User Access của Microsoft. Thì cái mô hình Zero Trust đó thì mọi người chắc cũng nghe đến cái khái niệm này nhiều rồi. Thì Zero Trust nó là một cái chiến lược cấp cao, nó sẽ giả định là ở tất cả các cá nhân, thiết bị và dịch vụ đang cố gắng truy cập tài nguyên của công ty, ngay cả những cái tài nguyên mà trong cái internal network này, thì đều đều có rủi ro, nghĩa là sẽ không có tin cậy. Nó sẽ khác rất nhiều khi ngày xưa là anh em mình thiết kế trong công nghệ thông tin là ok, để truy cập các cái tài nguyên trong data center an toàn thì ông chỉ cần truy cập kết nối VPN và IPsec, là khi mà người dùng có thể truy cập kết nối VPN là ok, người dùng đó là chớt, là an toàn, là có thể truy cập được mọi cái tài nguyên nội bộ trong công ty. Thì hiện tại á, là với cái tình hình phức tạp của an ninh mạng hiện nay thì cái suy nghĩ hay là cái kiến trúc xây dựng về về công nghệ thông tin của doanh nghiệp đó là không phù hợp nữa, là nó sẽ thay thế bằng những cái mô hình như là Zero Trust.
thì dataset của Microsoft á, nó sẽ tập trung vào là kiểm soát các yếu tố sau. Thứ nhất là tập trung vào kiểm soát về phần identity, nghĩa là kiểm soát về quyền ai là người có thể truy cập vào các tài nguyên của hệ thống. Cái thứ hai á, là giải pháp mà dataset của Microsoft á, nó sẽ kiểm soát là loại thiết bị nào được truy cập vào hệ thống và các thiết bị nó phải đảm bảo được tiêu chuẩn nào thì mới có thể là truy cập được vào hệ thống của chúng ta. Và cái kiến trúc mà dataset của user asset thì nó sẽ là cung cấp sau khi mà ok username device này và ai là người có thể truy cập vào hệ thống rồi thì nó sẽ cung cấp những cái mà giải pháp về security bổ sung khi mà user mà làm việc trên thông qua các công cụ collab như là Team này, Seaborn này, OneDrive này hoặc là hệ thống email của Microsoft. Và tiếp nữa thì Microsoft sẽ cung cấp những cái công cụ mà để kiểm soát liên quan đến data data từ các tài liệu document này, từ các app mobile của user. Thì cái slide tiếp theo thì mọi người sẽ rõ hơn liên quan đến kiến trúc tiếp cận của Microsoft để giảm thiểu, nói chung là để giảm thiểu tất cả những cái rủi ro về security của một doanh nghiệp có thể gặp phải. Kể cả với quy mô là Enterprise hay SMB thì cái mô hình dataset này của Microsoft thì đều nó phù hợp. Nhất là nó sẽ có bốn cái layer tiếp cận. Đầu tiên là mình sẽ phải đi kiểm soát được ai là người có quyền truy cập vào cái hệ thống mạng của công ty, cái tài nguyên công ty. Thiết bị nào có thể truy cập được vào tài nguyên của công ty, được sử dụng các dịch vụ của công ty và có những cái giải pháp về công nghệ thông tin nào để bảo vệ là các username này, các thiết bị này truy cập vào các dịch vụ của công ty các an toàn. Thì nó chính là những cái bộ công cụ liên quan Defender for Office 365 em nói ở các slide trước, thì nó là bao gồm các giải pháp về security cho mail này, cho team này, cho công cụ làm việc nhóm của Microsoft. Và đến cái tầng cao nhất của nó thì nó sẽ bảo vệ cái việc mà thất thoát dữ liệu của một doanh nghiệp ra bên ngoài. Thì chủ đạo của cái buổi workshop của hôm nay á thì Novantech á muốn là thứ nhất là chia sẻ mọi người về vấn đề ransomware này, về các hình thức tấn công ransomware. Doanh nghiệp có các doanh nghiệp thì nên có những cái các kế hoạch nào để có thể là mình có thể chủ động chống lại các cuộc tấn công ransomware. Và tiếp nữa là ok với có một cách nào, có một cái framework nào mà dễ dàng nhất á, để doanh nghiệp có thể là ngoài vấn đề ransomware ra, doanh nghiệp có thể là cover được tất cả những cái vấn đề rủi ro về bảo mật, về security trong cái tình hình mà phức tạp về an ninh mạng hiện nay hay không. Thì đối với Microsoft bạn thì để mà đáp ứng cái phần kiến trúc dataset trong một hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp, em trình bày slide chưa, thì Microsoft có một cái gói license khá là phù hợp cho doanh nghiệp SMB dưới 300 user, đó là gói Microsoft 365 Business Premium. Thì gói đối với các doanh nghiệp bạn hiện tại mà đang dùng các giải pháp là Microsoft 365 Business Basic hoặc là Microsoft 365 Business Standard mà muốn xây dựng một cái hệ thống công nghệ thông tin về security hoàn chỉnh, áp dụng được vào một cái framework mà tiên tiến hiện nay là dataset user asset của Microsoft, thì mình hoàn toàn có thể là cân nhắc để upsell lên cái gói dịch vụ là cái gói license là Microsoft 365 Business Premium Microsoft đây. Thì với mà chi phí mà 22 đô một user một tháng thì liên quan security á, thì doanh nghiệp sẽ được cung cấp này phần Intune này liên quan đến vấn đề mà quản lý thiết bị đầu cuối này, phần Azure Information Redshift này, cái phần này nó sẽ làm về vấn đề mà chống thất thoát dữ liệu trong doanh nghiệp. Phần Azure AD Remium này, B1 này thì nó sẽ là liên quan đến cái vấn đề mà quản lý danh tính, định danh người dùng trong doanh nghiệp. Và phần Microsoft Defender for Endpoint này lấy là cái giải pháp mà Endpoint Security của Microsoft. Và trong cái phần Microsoft Defender này thì nó bao gồm là phần Defender for Business này là giải pháp Endpoint Security của Microsoft, hỗ trợ IDA, XDA và các giải pháp liên quan đến Email Security và các giải pháp Security cho Team từ Microsoft. Đây đây là bảng so sánh tính năng của các gói của có gói gói license bundle Microsoft 365 Business Premium Microsoft, thì bao gồm các tính năng là
liên quan đến audit này, bao gồm các tính năng liên quan đến information protection này, bao gồm các tính năng đến liên quan đến data loss prevention này, bao gồm các tính năng security cho email này, bao gồm các tính năng là device manage, bao gồm các tính năng liên quan đến quản lý quyền truy cập user, và bây giờ cũng đặt thêm các tính năng về endpoint security. Thì mọi người có thể thấy á, khi mà mình sử dụng cái license mà Microsoft 365 Business Review này thì nó sẽ map vào, nó sẽ cover được tất cả những cái mà khía cạnh mà liên quan đến phòng chống ransomware mà em đã trình bày từ sáng đến giờ ở những phần trước. Thì một nền tảng của Microsoft, một giao diện quản lý tập trung one platform, thì doanh nghiệp sẽ có được cung cấp tất cả những công cụ về security. Rồi cái slide lúc nãy thì cũng là slide cuối cùng của em trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay rồi. Thì mọi người có cái câu hỏi gì về cái session hôm nay không ạ? Chắc hôm nay trình bày hơi lâu rồi. Nên mọi người có câu hỏi gì không ạ? Thì mọi người có thể đặt câu hỏi vào một chat box, em sẽ giải đáp luôn cho mọi người ạ. Thì không biết là các anh chị có câu hỏi gì về phần ransomware cho Huy không ạ? À, nếu mà các anh chị có câu hỏi thì có thể đặt câu hỏi trong phần chat thì Huy sẽ trả lời luôn. Còn không thì các anh chị có thể gửi mail hoặc là sau cái buổi hội thảo này thì cái chatbot này vẫn còn ở đó, thì các anh chị vẫn có thể nhắn sau cái webinar hôm nay. Thì cảm ơn Huy đã chia sẻ rất là chi tiết về lịch sử hình thành cũng như là các cái tác động của ransomware đối với business. Thì để tiếp nối cái chương trình hôm nay thì mình xin quay lại với một cái demo nhỏ đối với các anh chị đang sử dụng Office 365 hay bây giờ còn gọi là Microsoft 365, các phiên bản Basic Standard. Và bây giờ chúng ta có thể tiến lên cái phiên bản premium thì nó sẽ có những cái công cụ để mà chúng ta có thể giảm thiểu những cái rủi ro cũng như là ngăn ngăn ngừa, mình không nói là chống 100% nha, nhưng mình luôn luôn nói là ngăn ngừa ở mức tối thiểu để mà tránh đi những cái thiệt hại cho doanh nghiệp chúng ta. Thì mình xin phép được share cái màn hình. Ok, thì hiện tại thì trên màn hình của chúng ta mình xin túm gọn lại những cái nội dung nãy giờ Huy có chia sẻ. Thì để giảm thiểu cái rủi ro tấn công thì đối với Microsoft 365 chúng ta sẽ có 5 bước như như sau để chúng ta có thể giảm thiểu cái rủi ro về ransomware. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ cấu hình những cái security baseline cơ bản nhất của Microsoft. Tiếp theo là chúng ta sẽ triển khai những cái phần phản ứng cũng như là tấn công, tìm tìm thấy những cái rủi ro tấn công và report lại đó cho cái người gọi là quản trị. Bước thứ ba là chúng ta sẽ bảo vệ về các cái identities. Identity ở đây là về user, ở góc độ user. Thì ở góc độ user ở đây thì các anh chị nào mà xài 365 thì chúng ta nên bật cái tối thiểu về security bật lên là MFA. À, còn các anh chị nào mà đã bật MFA rồi á, thì thả tim cho mình nha. Còn chưa bật thì về chúng ta bật lên. Tiếp theo là cái Protect Device. Khi nói đến Protect Device thì chúng ta sẽ nghĩ đến ngay đó là cái sản phẩm Intune. Thì nếu mà chúng ta có cái sản phẩm Intune thì chúng ta nên bảo vệ các cái thiết bị. Tại vì thiết bị device này á, thì ngoài cái thiết bị của công ty thì chúng người dùng còn sử dụng cả thiết bị cá nhân để truy cập vào tài nguyên. Thì với các cái thiết bị cá nhân thì chúng ta sẽ không dám xua là 100% là nó gọi là compliant nha. Thì vì vì thế chúng ta cũng phải giám sát các thiết bị này luôn. Và cái bước cuối cùng của chúng ta là chúng ta phải bảo vệ dữ liệu. Thì giống như cái phần chia sẻ của Huy á, là chúng ta phải phân quyền cho user, ai được vào đâu, được vào làm gì, phân nhóm cụ thể ra, chứ không phải là ai cũng như ai được vào tất cả mọi nơi trong cái phần data của công ty.
Thì đây đây là cái mô hình mà 5 bước mà chúng ta sử dụng để mà giảm thiểu những cái rủi ro. Chúng ta dùng ở đây mình đang nói là chúng ta dùng Microsoft 365 nha. Đó là cái phần đó, mọi người có thể thấy 5 bước rất là cụ thể ở đây ha. Và sau khi mà bước này xong thì chúng ta sẽ đi từng bước, từng bước để mà chúng ta triển khai 5 cái bước này. Ok. Mọi người chờ xíu, bây giờ mình sẽ dùng một cái tên nền demo để mình chia sẻ với mọi người. Thì đây đây là cái phần trong cái tên nền demo của mình trên cái phần Microsoft 365 Defender. Thì cái phiên bản cái license mình đang sử dụng demo đây là license cho Premium Business Premium. Thì để cấu hình hôm nay á, mình không có thời gian mình đi hết 5 bước, nhưng mà mình chỉ demo cái bước đầu tiên và cái bước cơ bản nhất. Mọi người có thể về chúng ta có thể bật nó lên. Thì nó hơi tùy thuộc vào cái license của các anh chị. Thì đối với các cái license mà basic hay standard á, thì nó sẽ không có full những cái function. Chút xíu đi tới cái bước đó mình sẽ giải thích chút xíu license nào thì nó sẽ có những cái tính năng nào. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ vào log on vào admin ha. Chúng ta sẽ đến phần security, thì khi đến security thì nó sẽ chuyển đến cái portal về Defender. Đến Defender rồi thì chúng ta sẽ vào email and collaboration, vào vào phần policy and rule. Ở phần policy and rule thì chúng ta phần vào phần test policy. Ở phần Threat Policy, chúng ta tiếp tục vào Reset Security Policy. Tiếp theo thì mặc định thì hai cái function này nó đã off, nhưng mà mình đã cấu hình xong rồi. Nhưng mà hôm nay mình review lại cho mọi người xem. Chúng ta sẽ vào Manage Protection Setting. Ở đây á thì chúng ta sẽ ở đây nó sẽ apply cái policy này trên cái Exchange Online Protection cho việc bảo vệ về inbound anti spam nè, anti malware, anti phishing vân vân, thì nó sẽ apply cho cái phần Exchange, có nghĩa là phần email á. Ok, ở đây chúng ta có thể apply cho một cái user là cụ thể hoặc là group. Nhưng mà ở đây thì các anh chị sẽ nhập vào cái domain của các anh chị. Ví dụ như ở đây mình đã chọn cái domain tenant test của mình ha. Còn ví dụ như các anh chị nhập cái domain riêng của các anh chị ở đây, chẳng hạn như abc.com gì đó, thì chúng ta chọn ở đây ha, nhập và chúng ta sẽ chọn. Tiếp tục chúng ta nhấn Next. Ở đây thì đến cái tính năng Defender for Office 365 Protection, thì đối với những cái license về basic hay standard nó sẽ không có cái bước này. Nó chỉ có cái bước là Exchange Online Protection thôi. Và từ cái phiên bản premium trở lên nó mới có cái tính năng Defender for Office 365 và Impersonal Protection. Ở đây thì Defender for Office 365 chúng ta cũng tiếp tục chọn cái domain ha, nhập cái domain chúng ta ở đây, và chúng ta chọn cái domain ở đây là để nó sẽ bảo vệ, ngoài email nó sẽ bảo vệ tất cả những cái gì liên quan đến chẳng hạn như là SharePoint, OneDrive hay Team trong bộ Office 365. Chúng ta chọn nhập domain và chúng ta chọn và chúng ta tiếp tục nhấn Next. Tiếp theo là cái phần Impersonal Protection. Có nghĩa là nó sẽ trong những cái email của các anh chị, thường là user người ta sẽ nhận được những cái domain nó na ná nhau. Ví dụ như là công ty ngân hàng, ví dụ như là ngân hàng acb.com.vn đi. Nhưng hacker nó sẽ giả danh một cái domain hoặc cái tên nó tương tự như vậy. Chẳng hạn như là nó chỉ là cái tên thôi, display name thôi, nhưng phía sau nó sẽ là một cái gọi là cái link khác, chẳng hạn như là nó là abc, nhưng mà ở dưới của nó là abc chấm chấm
IO hay chấm cái gì đó, chấm net gì đó, chứ không phải là của ngân hàng đi. Thì với cái tính năng này nó sẽ detect được và nó sẽ ngăn chặn được cái việc đó để người dùng tránh được cái việc nhấn vào cái link sai, link giả mạo. Thì chúng ta nhấn next. Ở đây thì chúng ta đã apply cho toàn bộ cái domain rồi, thì những cái này chúng ta sẽ không cần, tùy thôi, mọi người muốn 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 setup thì được, nhưng mà riêng mình thì mình đã không cần những cái bước này, mình sẽ nhấn qua luôn. Ok. Rồi, đây là cái summary mà mình đã vừa setup xong. Sau khi đó chúng ta sẽ nhấn confirm. Thì ở đây mình đã xong rồi thì mình sẽ không nhấn confirm nữa tại mình đã bật lên rồi. Tiếp tục, chúng ta sẽ qua cái phần Manage Protection Setting cho cái phần Strict Protection, có nghĩa là với cái tính năng này nó sẽ gọi là chi tiết hơn chút xíu, nó more aggressive, có nghĩa là nó ở đây là nó chung chung hơn, toàn bộ domain nó chung chung thôi, nhưng mà ở đây nó sẽ gọi là nó serious hơn. Mình dịch ra tiếng Việt thì nó hơi 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 khó dịch ha, nó serious hơn một chút xíu. Chúng ta tiếp tục vào Manage Protection Setting và chúng ta tiếp tục làm ở những bước tiếp theo. Chúng ta sẽ chọn ở đây mình cụ thể mình sẽ apply cho một nhóm nào đó, ví dụ như là ở đây mình có một cái group là group IT đi, mình sẽ chọn group đó và mình sẽ apply cho cái group đó. Chúng ta sẽ tiếp tục nhấn Next. Và ở đây chúng ta cũng tiếp tục các cái bước giống như hồi nãy, nhưng mà chúng ta sẽ apply cho một group nào đó cụ thể. Chúng ta tiếp tục ha. Rồi, ok, next. Những bước này chúng ta cũng không cần. Rồi, ok, sau khi đó chúng ta confirm, có nghĩa là xong. Ừ, ok, sau đó. Đó là hai cái bước mà chúng ta đã setup cái gọi là cái baseline cho cái tổ chức của chúng ta để ngăn chặn những cái link giả mạo, phishing hay là malware threat. Nó sẽ giảm thiểu nha, mình xin nhắc lại, nó sẽ giảm thiểu tối đa những cái rủi ro nào mà những cái gọi là rủi ro nó mang lại cho doanh nghiệp chúng ta. Ok, tiếp theo để theo dõi những cái report đó thì chúng ta sẽ tiếp tục vào phần report. Xuống phần report và phần setting. Chúng ta sẽ tạo cái workspace. Ở đây chúng ta sẽ chọn là Microsoft 365 Defender workspace. Ở đây mình đã cấu hình sẵn rồi. Thì ở đây nó cũng có vài bước cơ bản thôi, nhưng mà nếu mà các anh chị chưa thì các anh chị sẽ vào cái phần setting này, vào phần Defender. Ở đây nó cho chúng ta sẽ bật lên cái tính năng này, Defender for Workspace, để sau đó chúng ta sẽ nhận được những cái notification ở trong đây ha. Rồi alert service, những cái gì cảnh báo về 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 những gì mà chúng ta cấu hình ở đây, nó sẽ hiện ở đây và chúng ta có thể giám sát ở đây, thậm chí có thể add thêm rule hay gì đó, vân vân. Thì đó là cái phần mình demo về cái phần bật cái tính năng baseline policy, một trong năm bước, một trong năm bước cơ bản để chúng ta có thể hạn chế rủi ro nhất có thể. Thì không biết là cái phần này thì các anh chị có câu hỏi gì không ạ? Nếu xin được phép tiếp tục một cái phần cũng khá là hấp dẫn từ Noventic. Có một anh Paul Nguyễn, anh hỏi là vậy trong trường hợp mình migrate file server lên SharePoint Online của 365, Office 365 thì mới cần tới Premium phải không? Khi anh đúng rồi, có bạn Huy đã trả lời rồi. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn Huy. Tiếp theo mình xin chia sẻ một số cái gọi là promotion đến từ Noventic nha. Thì xin phép được chia sẻ cái slide này. Ok, tiếp tục phần chia sẻ cái slide thì mọi người thấy ở trên cái phần slide của mình á, thì mình nói nhanh qua phần này. Thì ở đây thì sau khi các anh chị sử dụng cloud service hoặc là license ở ở trên cloud á, thì các anh chị phải biết được cái kênh nào chúng ta cần phải mua license.
Thì ở đây nó sẽ có ba cái kênh chính từ Microsoft. Cái kênh thứ nhất là kênh SMB, là cái, và hiện giờ đó là CSP. Tiếp theo là Enterprise Promotion và Sales Service Promotion, có nghĩa là ở đây cái nhóm 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 này ở đây là phục vụ cho các khách hàng SMB, còn khách hàng này là khách hàng Enterprise. Khách hàng này là toàn là mấy ông bự không, mấy ông gọi là global hay worldwide. Mấy ông này thì thường là sẽ được hỗ trợ chính sách từ Microsoft. Còn Sales Service Motion, đây là cái kênh mà khách hàng có thể mua trực tiếp trên web của Microsoft. Đối với các doanh nghiệp SMB thì chúng ta focus vô cái nhóm này. Thì đối với cái nhóm này thì chúng ta sẽ có thể Novantix đang ở nằm ở nhóm này đây. Novantix đang nằm ở nhóm này. Novantix có thể phục vụ các anh chị chẳng hạn như là hỗ trợ các anh chị trực tiếp luôn, đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ các anh chị mua qua kênh CSP từ Novantix ở đây, thì các anh chị sẽ được gọi là rất nhiều cái benefit từ Novantix. Mình chỉ nói ngắn gọn vậy để cho các anh chị dễ hình dung được cái kênh nào chúng ta sẽ mua license của Microsoft. Tiếp theo, hồi hồi trước giờ các anh chị có nghe là bây giờ chúng ta có nhiều cái kênh mua đúng không? Thì đối với cái kênh, đây là khách hàng này ha, khách hàng thì đây là Microsoft. Khách hàng muốn mua license của Microsoft thì có thể mua nhiều nhiều kênh, chẳng hạn như là đầu tiên các anh chị có thể mua qua một cái kênh, một nhà phân phối mà indirect. Tiếp đó thì cái có nghĩa là những cái đơn nhỏ nhỏ thì tập trung vào cái anh indirect này. Anh indirect này là order từ một cái anh gọi là anh lớn hơn, gọi là distributor từ Microsoft, thì anh đó lại lên Microsoft đặt hàng và bán lại, thì đó là một cũng là một kênh. Tuy nhiên thì đối với cái direct partner thì nó sẽ có một số cái lợi điểm như sau. Khách hàng khi mà đến với direct partner thì direct partner làm trực tiếp với Microsoft và sẽ load hàng hỗ trợ, nó sẽ nhanh hơn. Đó là cái lợi thế. Dĩ nhiên mình không chê những cái anh cung cấp indirect khác, là họ không nhanh, không 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 tốt, nhưng đối với chúng ta là cái thủ tục hay là những cái step nào nó đơn giản nhất, ngắn gọn nhất thì chúng ta sẽ sử dụng. Đó là như thế. Tiếp theo, đây là một cái phần promotion đến từ Novantix. Thì ví dụ như các anh chị đang sử dụng, đang mua license từ một cái bên A, nhưng mà bây giờ các anh chị nói bây giờ Novantix đang offer, chúng ta có thể mua Novantix trình với sếp, nhưng mà ông sếp quay, ông đầu tiên câu ông sẽ quay là hỏi tại sao. Tại sao đang mua bên đây lại quay qua chỗ khác mua, ví dụ vậy, thì chúng ta phải có lý do. Đầu tiên là các anh chị nói ok, bên Novantix nè họ đang discount tới 18% cho cái license 365, ví dụ vậy, thì nó hấp dẫn hơn, nó sẽ hấp dẫn hơn. Thì cái chương trình này đang nó đang kéo dài từ ngày 15 tháng 1 2023 cho đến 15 tháng 1 2024, có nghĩa là đến hiện tại nó vẫn còn valid nha, nó vẫn còn cái giá trị. Thì cái chương trình nó sẽ apply cho những khách hàng mua mới nè, renew nè, rồi chuyển từ gọi là mua hàng tháng sang hàng sang sang năm nè, hoặc là upgrade từ các cái gói basic hay gói standard lên cái gói premium này. Ok. Vậy thì câu hỏi thứ hai của ông sếp ông có thể đặt ra nữa là ngoài cái giá thì bên này còn có cái gì hay nữa, còn có cái gì nổi trội hơn nữa. Ok, câu trả lời thứ hai chúng ta lại phải chuẩn bị và trả lời cho ông sếp. Thì đối với những cái khách hàng mua license từ Novantix, và đây là những cái offer từ Novantix, chẳng hạn như là nhóm khách hàng mua dưới 150 license thì sẽ được những gì? Chẳng hạn như là Novantix sẽ gửi tài liệu hướng dẫn định kỳ và cập nhật thông tin sản phẩm trong suốt một năm hợp đồng. Ví dụ như các anh chị mua một năm thì trong vòng một năm đó các anh chị sẽ được update liên tục, vân vân. Update thì nó sẽ có như chẳng hạn như tài liệu hoặc là những cái hướng dẫn từ Microsoft, vân vân. Rồi các anh chị có thể có những cái buổi đào tạo cơ bản, chẳng hạn như là SharePoint 1D, rồi App 1D, hay là những cái gì nói chung là nó ngắn hạn, nó gì giúp cho các anh chị hiểu được về sử dụng 365. Dù vậy thì tiếp theo là các anh chị còn có thể có những cái chương trình khác như chẳng hạn như là quy trình nghiệp vụ.
À, thì đối với những cái khách hàng có thể là được tặng những cái quy trình nghiệp vụ như là xin nghỉ phép nè, book resort vân vân, giới hạn cho 10 khách hàng đầu tiên cho mỗi app, có nghĩa là các anh chị có thể được gọi là được tặng những cái app này ha, cho chúng ta sử dụng. Tiếp theo là cái gói dịch vụ bảo mật. Gói dịch vụ bảo mật ở đây á, là sẽ được đào tạo nhận thức cho người dùng về an toàn thông tin, có nghĩa là 2 quý một lần. Có nghĩa là Novatech sẽ đứng ra và chia sẻ đối với người dùng nha, người dùng gọi là end user, để họ biết được là những cái gì họ đang sử dụng nó nguy hiểm. Chẳng hạn như là họ thấy những cái mail mà nó cứ đâu đâu lạ tới rồi kêu họ làm này làm nọ, nhấn này nhấn kia, nhiều khi họ không biết đúng không? Thì Novatech sẽ đào tạo họ để họ nhận thức được ở cái link đó hay là cái mail đó là không nên click vào vân vân. Thì đó là cái phần offer. Rồi tiếp tục là thêm những cái phần như khách hàng có thể được như là sử dụng cái hệ thống quản lý từ Novatech, nó kêu là Novatech Active Platform, có nghĩa là khi các anh chị mua license từ Novatech, không cần biết là bao nhiêu license, các anh chị sẽ được Novatech cung cấp một cái tài khoản để đăng nhập vào cái portal, có một cái trang web của Novatech thiết kế. Cái trang web này nó giúp cho các anh chị có thể tự gia hạn license luôn. Các anh chị có thể mua thêm bất kỳ lúc nào, tự gia hạn theo nhu cầu mình luôn, mà không cần kêu đến các cái bạn sale của Novatech. Ví dụ như các anh chị mua cần nhu cầu mua vào những ngày cuối tuần mà Novatech không có làm việc, thì các anh chị có thể tự lên đây mua luôn cũng được. Đó là một cái điểm đó, điều rất là hay. Rồi tiếp tục là có thể là triển khai một cái con chatbot để tích hợp vào Microsoft Teams nha, nhưng mà yêu cầu khách hàng phải có sử dụng Azure thì mới mới làm được cái việc này. Thì đó là những cái gói mà khách hàng mua dưới 150, còn trên 150 thì hầu như là có hết rồi. Thì những cái gì mà nãy giờ chúng ta mình không nói thì bây giờ mình sẽ nói lại những cái mà trên 150, chẳng hạn như là chương trình đào tạo Fast Track của Microsoft ủy quyền cho Novatech, có nghĩa là các anh chị có thể được Novatech training những cái chẳng hạn như là người dùng sử dụng về SharePoint, sử dụng về Teams, nếu mà họ xài mà họ chưa rành á thì chúng ta có thể đào tạo họ để họ có thể sử dụng một cách rành rọt hơn, và chuyển đổi số một cách nó toàn diện hơn, OneDrive, SharePoint vân vân. Đó là cái chương trình Fast Track. Tiếp theo là một số cái workshop chia sẻ về chủ đề công nghệ chuyên sâu một một. Chẳng hạn như là các anh chị có license về premium đi, nhưng mà các anh chị chưa có triển khai về Intune hay là conditional access vân vân, hoặc là security vân vân, thì Novantik có thể gọi là đào tạo một một, chứ không phải là một nhiều, một một với các anh chị, để các anh chị có thể biết được, thậm chí là làm gọi là demo trên các cái tenant của các anh chị luôn, thì để các anh chị hiểu được và chúng ta cần phải triển khai cái gì. Rồi tiếp tục là ở đây có thêm một cái gói là tư vấn bảo mật trị giá 2.000 đô la, có nghĩa là Novantik sẽ có thể tư vấn cho các anh chị những cái giải pháp bảo mật nào mà các anh chị muốn triển khai ở doanh nghiệp chúng ta. Thì đối với những khách hàng mà trên 150 trở lên á, sẽ được cái dịch vụ này tư vấn giải pháp để khách hàng có thể làm ngay và luôn, để tránh những cái rủi ro cho doanh nghiệp của chúng ta. Rồi có thể xây dựng cái dashboard. Dashboard ở đây có thể là chúng ta có SharePoint đúng không? Chúng ta sử dụng SharePoint mà chúng ta chưa có khai thác hết. Chúng ta muốn bây giờ chúng ta muốn xây dựng một cái gọi là cái internal website này, website nội bộ á, thì Novatech sẽ giúp cho những cái khách hàng này xây dựng những cái website nội bộ để chúng ta có thể sử dụng. Thì đó đó là một cái gọi là cái lợi thế thứ hai nữa mà các anh chị có thể trình bày cho sếp, để mà sếp có thể suy nghĩ lại và ok, nói là ok, mua bên này với bên kia hai bên như nhau, nhưng mà bên này họ có nhiều cái offer, những cái nhà hay nè, có lợi nè, ok thì chúng ta sẽ go ahead với lại Novantik. Thì đó là cái phần chia sẻ về những cái promotion của mình cho các anh chị ở đây tham khảo. Thì không biết các anh chị có câu hỏi gì không ạ? À?
cái slide và cái record này thì sau cái buổi chia sẻ này hôm nay thì mình sẽ gửi lại cho các anh chị trong cái nhóm chat này. Các anh chị yên tâm, chúng ta sẽ có được cái tài liệu mà chúng ta mong muốn. Thì hiện giờ thì cũng đã đến giờ trưa rồi mà cũng không có anh chị đã đặt câu hỏi gì nhiều. Thì một lần nữa mình xin thay mặt Noventic xin cảm ơn các anh chị rất nhiều đã dành những cái thời gian quý báu của các anh chị cho buổi sáng hôm nay để Noventic có cơ hội chia sẻ cũng như là giới thiệu những cái gì mà Noventic được biết và được cập nhật mới nhất cho các anh chị, để anh chị các anh chị có một cái nhìn tổng quan cũng như là có một cái kế hoạch chiến lược cụ thể cho doanh nghiệp của chúng ta. Đã đến giờ ăn cơm rồi thì chắc mọi người cũng đã đói. Thôi, chúc mọi người buổi trưa ngon miệng và xin hẹn mọi người ở những cái buổi workshop hay hơn và thú vị hơn sắp tới. Xin chào tạm biệt, xin hẹn mọi người ở những buổi workshop tiếp theo nhé. Xin chào ạ. Và chào tất cả mọi người.